Vương Phi đa tài đa nghệ, Hạ Thương Mai. Chương 721, Uyển Tĩnh. Cuối cùng Nhu Giao lên tiếng, nàng hơi thương cảm nói, thật sự ta và Tôn Phương Nhi chỉ nhìn một chút thôi, chỉ vì bản thân ích kỷ, chỉ biết suy nghĩ cho chính mình. Thương Mai lắc đầu, sự ích kỷ của ngươi không giống Tôn Phương Nhi, ngươi chưa từng làm hại ai. Ích kỷ và tự trọng là hai thứ khác biệt rất lớn. Nhu Giao trầm mặc thật lâu, sau nàng ta nói, đợi A Cảnh trở về, ta sẽ nói rõ ràng với hắn. Thương Mai nhẹ giọng, kiềm chế một chút, đừng làm đầu gỗ kia bị tổn thương nhiều. Nhu Giao khẽ cười, ta chỉ hỏi hắn một câu, hiện giờ trong tim ta chỉ có một người nhưng ta sẽ cố gắng quên đi, ta chỉ muốn hỏi hắn có bằng lòng chờ ta hay không thôi. Thương Mai ngẩn ra, sắc mặt bỗng nhiên sáng ngời, người nói thật chứ? Hà tất phải làm khổ bản thân mình, Minh Châu vô giá nhưng dễ cầu, người mình yêu thì khó có được, nếu như nữ tử bị chỉ hôn lại chẳng thể gả cho người mình thích, mà vẫn luôn phải gả cho người thích mình. Nhu Giao cười một cách thật tiêu sái, hỏi lại, phải chăng ngươi cảm thấy ta là người rất tùy tiện? Thương Mai vội giải thích, không, Nhu Giao, tôi nghĩ, có lẽ ta yêu ngươi rồi. Nhu Giao bật cười, được, ngươi quay về nói với Mộ Lão Thất một tiếng, chúng ta thành thân. Thương Mai vui vẻ trả lời, được đó. Lão Thất ở xa trừng mắt, thính giác của hắn rất tốt, đừng nói cuộc trò chuyện giữa các nàng, mà ngay cả hai người có thở dài hay nói thì thầm nói thì hắn cũng đều thu hết vào tai. Mộ Dung Khanh hắn, một Tần Châu chẳng lẽ chưa thấy đủ, còn thêm một Nhu Giao nữa sao? Phải gả Nhu Giao đó đi ngay lập tức. Mọi người vốn tưởng rằng buổi tối A Cảnh sẽ trở về, nhưng ước chừng đã qua 3 ngày mà A Cảnh vẫn chưa quay trở lại, Nhu Giao thực sự có hơi lo lắng. Hôm nay, Mai Phi lệnh cho người tới phủ Nhiếp Chính Vương nói là Hạ Lâm, bị bệnh rồi, lúc này Thương Mai mới thấy yên tâm một chút. Mộ Dung Khanh ở đây đã 3 ngày nhưng cũng không rảnh rỗi được chút nào. Mà bận rộn sắp xếp một bữa tiệc để tiếp đón Tiêu Kiêu và An Thân Vương quay trở về kinh thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngày đó, cần phải cứu được Hạ Lâm ra ngoài, nếu không thì bệnh tình của Thương Mai sẽ không tiến triển tốt lên được. Thương Mai thật sự bị bệnh rồi, dường như mỗi đêm đều bị ác mộng quấy dày. Khi tỉnh lại, thần sắc trở nên không được tốt, mấy ngày sau đó cả người đã gầy đi rất nhiều. Ngay cả khi vào cung thỉnh an, Hoàng Thái Hậu cũng nhìn ra được. Ngàn dặn vạn dặn khuyên cô nghỉ ngơi cho thật tốt, còn về chuyện khuê phòng, nếu Uyển Tĩnh đã đến trong phủ vậy thì để Uyển Tĩnh hỗ trợ cho cô, sớm ngày vì vương phủ mà sinh con nối dõi, thuận buồm xuôi gió, mọi điều hòa hợp. Thương Mai hiển nhiên không thể không chân thành thật lòng cảm tạ một phen. Nhưng Hoàng Thái Hậu đương nhiên biết câu cảm tạ của cô không có chút thật lòng nào, trải qua khoảng thời gian tiếp xúc này, bà ta đối với Hạ Thương Mai cũng xem như đã hiểu cô đôi chút. Nói tóm lại, người này, vô cùng giàu hoạt, nhìn vào thì thấy không có ác ý, cũng giống như không có bất kỳ phản công nào. Nhưng thực chất người ở bên cạnh sẵn sàng vì cô mà ra tay. Bà ta giỏi về việc lợi dụng người khác. Bởi vì bà ta biết ưu điểm và nhược điểm của mỗi người, chính vì vậy tất cả những chuyện có liên quan đến cô, bà ta chỉ đứng quan sát ngọn lửa đó, nửa cánh hoa cũng không vướng bận ở trên người. Phía trước bị Lễ Thân Vương gây rắc rối vài ngày, bà ta cũng tạm thời bỏ qua để đối phó với Hạ Thương Mai. Ít ra, nếu như trước mắt vẫn chưa có cách, thì bà ta thà không ra tay, tránh cho kẻ địch không dụng một cọng lông, ngược lại bản thân không ngừng hao binh tổn tướng. Đương nhiên Thương Mai cũng sẽ không đụng mặt với bà ngay lúc đang xảy ra xung đột, nhân lúc thời gian còn đang rảnh rỗi này, chỉ bằng hít thở cho thông. Mà ở phủ Nhiếp Chính Vương, vào đúng ngày đang mở yến tiệc thì A Cảnh trở về. Tiệc chiêu đãi Tần Châu. Đây thực ra cũng là ý của Hoàng thượng, bởi vì từ sau khi Tần Châu đến Đại Chu, mỗi lúc càng nhiều các hoàng thân quốc thích muốn mở tiệc chiêu đãi nàng ta. Trong đó tồn tại những tâm tư gì, không cần phải nói cũng biết. Vì thế, sau khi Hoàng thượng cùng Mộ Dung Khanh vào cung, vô cớ nói ra một câu, nói Tần Châu ở Đại Chu nhiều ngày như vậy, dường như vẫn chưa tiếp đón chiêu đãi nàng ta. Mộ Dung Khanh nghe xong, đã biết cần phải làm gì. Dùng một ngày để chuẩn bị cho một yến tiệc nhỏ, Thương Mai cảm thấy có thể được. Quan trọng nhất, vẫn là Du Ma Ma cảm thấy được. Vì tinh thần Thương Mai không được tốt, cho nên gần đây việc ở trong phủ đều giao lại cho Du Ma Ma xử lý. Du Ma Ma chỉ cười. Nói với Thương Mai, trước đây nô tỳ quả thật không có chọn sai, nếu như ngày đó nô tỳ không có mắt nhìn, thì làm sao được nở mày nở mặt như ngày hôm nay. Thương Mai nghe bà ta nói chỉ mỉm cười, bởi vì người này ở bên cạnh Hoàng hậu được sự sủng ái của Hoàng hậu, có lý nào lại để vương phủ đặt vào trong mắt.
Khắp nơi ở trong cung nơi nào cũng có chủ nhân, cũng như ở vương phủ, cô đã là chủ nhân một nửa ở đây rồi, nhưng mà Du Ma Ma lại không cho là như thế. Tuổi của bà ta dù sao cũng đã lớn không còn nhiều sức để chiến đấu nữa, trải qua những ngày như thế này cũng rất tốt. Tiểu Khuyên tìm Thương Mai hỏi, vậy tiểu chủ Huyền Tĩnh đó, có cần mời nàng ta đến không? Lúc này Thương Mai cũng mới nhớ ra, mời đến đi, nhưng mà em nói với nàng ta, nếu nàng ta muốn đến thì đến, không muốn đến thì khỏi cần đến. Ý Mộ Dung Khanh nhưng là không muốn để nàng ta trở thành di nương hay cơ thiếp, nhưng nếu cứ chăm sóc như vậy cũng không phải là cách, chủ tử không phải chủ tử, nô tài cũng không phải nô tài. Vì vậy, Thương Mai cũng cần phải cân nhắc, nên sắp xếp thế nào cho nàng ta. Vì thế, cô dặn Tiểu Khuyên, hay là vậy, gọi nàng ta đến đây một chuyến. Nàng ta là con gái của tội thần bị nhập vào nô tịch, cho nên tìm cho nàng ta một con đường đúng là không hề dễ dàng. Nếu như nàng ta ôm hy vọng trèo cao giống như Huyền Tuệ kia, vậy thì cùng lắm để nàng ta làm mỹ nhân thị thiếp cũng được. Hay nếu gả nàng ta cho một người dân bình thường tóc hói, cố gắng chút còn có thể được làm vợ cả, trên giấy tờ cũng chỉ rườm rà đôi chút mà thôi, có điều tin tưởng lão thất có thể xử lý công bằng. Để xem nàng ta sẽ lựa chọn như thế nào. Thời gian một chén trà, đã trông thấy Tiểu Khuyên dẫn người đến. Lúc này trông thấy nàng ta, Thương Mai có hơi giật mình. Nàng ta mặc y phục của người hầu của vương phủ, từ khi cô từ Bắc Mạc về, Du Ma Ma đã thay đổi lại y phục và trang sức, chẳng lẽ để nàng ta mặc như thế này đi ra ngoài vì muốn cho người khác biết nàng ta là người của vương phủ hay sao? Nô tỳ và nha hoàn có y phục màu xanh, nô bộc và người hầu có y phục màu lam. Hình thức, dáng vẻ bề ngoài cũng cần có quy định, trang phục được thiết kế làm sao cho thuận tiện trong lúc làm việc, ống tay áo bó hẹp, giải eo thắt lại, trên vạt áo được thêu lên những cánh hoa để dễ bề phân biệt giữa nha hoàn và thị nữ. Tiểu Khuyên cùng Du Ma Ma là người bên cạnh cô, hầu hạ cô ở trong phủ, là nhất đẳng thị nữ, vì vậy trên xiêm y thêu hình hoa cúc. Nha hoàn bậc 2 được thêu hoa hải đường. Nha hoàn bậc 3 mặc y phục tối màu. Y phục mà Huyền Tĩnh mặc hôm nay là màu xanh tối màu. Đó là y phục của nha hoàn bậc 3, người hầu chuyên quét dọn vệ sinh, không biết có phải nàng ta tùy tiện hỏi một người ở phía xuân, hạ, thu, đông để mượn hay không. Mặc một thân y phục như thế này đến đây, có hai ý. Một là, vương phủ coi nàng ta là nha hoàn bậc 3. Hai là, nàng ta nguyện ý ở lại vương phủ, làm nha hoàn bậc 3. Sau khi Huyền Tĩnh bước vào, cũng không dám nhìn thẳng vào Thương Mai. Nhưng hai chân nàng ta đứng sát lại, sau đó quỳ xuống. Nô tỳ Huyền Tĩnh thỉnh an vương phi. Giọng nói của nàng ta cũng êm như tên của nàng ta vậy, trầm trầm nền nã. Thương Mai nhìn khuôn mặt không son phấn của nàng ta, sạch sẽ nhưng động lòng người. Ngày đầu khi trông thấy nàng ta, cảm thấy nàng ta là người đoan trang dịu dàng, bây giờ ngay cả mặc y phục của người hầu cũng không làm mờ đi khí chất tiểu thư con nhà quyền quý. Nhưng thật ra không phải là một người tầm thường. Cô đứng dậy đi, giọng nói của Thương Mai trở nên ôn hòa. Huyền Tĩnh đứng lên, khẽ cúi đầu, chờ đợi Thương Mai dặn dò. Thương Mai nói, y phục trên người ngươi mặc, là ai đưa cho ngươi? Huyền Tĩnh kính cẩn trả lời, thưa vương phi, là nô tỳ tự mình làm, phải do nô tỳ nhờ người trong phòng mua giúp ở bên ngoài, nô tỳ vội vàng may nó trong 2 ngày. Đây là y phục của người hầu, Thương Mai nhắc nhở. Sợ là nàng ta không biết quy tắc mặc y phục của người hầu ở trong phủ. Huyền Tĩnh nói, nô tỳ biết, nô tỳ đã nhập vào nô tịch, thì chính là nô tài. Chương 722, ổn thỏa rồi. Thương Mai cảm thấy người này là một người biết an phận, có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, ít nhất không hề oán trời hay trách đất, cũng không cam lòng tủi thân, giống như vận mệnh sắp đặt cho nàng ta điều gì thì nàng ta cũng sẽ chấp nhận cái đó. Một tiểu thư của nhà quan, suy bại thành nô tỳ. Trong ánh mắt liệu có thể nhìn thấy nửa điểm nhẫn nhịn khuất nhục hay không? Hoặc là diễn xuất của nàng ta quá tốt, hoặc là nàng ta thật sự nghiêm túc. Thương Mai nói, Hoàng Thái Hậu đưa ngươi ra khỏi cung gửi vào vương phủ, là để ngươi làm người bên cạnh vương gia, người đây lại nguyện ý chỉ làm một nô tỳ thôi sao? Huyền Tĩnh như cũ không ngẩng đầu lên, vẫn giữ đúng mực nói, nô tỳ nếu đã vào nô tịch, chỉ làm theo bổn phận, không dám hy vọng xa vời. Được rồi, Thương Mai gật đầu. Xong lại nói, chuyện của ngươi, ta cũng đã nghe vương gia nói, ngươi có biết viết chữ, biết tính số không? Thưa vương phi, chữ biết một chút, tính số cũng chỉ hiểu sơ qua. Huyền Tĩnh nói. Thương Mai nói với Tiểu Khuyên, em gọi Quế Viên lấy sổ sách tháng này trong phủ mang đến đây, cầm cả bảng tính mang tới.
Tiểu Khuyên đáp ứng, nhanh chóng lui đi. Uyển Tĩnh không biết cô muốn làm gì, nhưng cũng không hỏi. Rũ tay xuống một bên, chờ đợi. Chốc lát sau, Quế Viên cùng Tiểu Khuyên thở hổn hển chạy vào, một tay Quế Viên cầm sổ sách, một tay cầm bảng tính, đi vào trong hành lễ. Uyển Tĩnh, đây là sổ sách ghi chép trong tháng này, người cầm lấy tính toán một chút. Thương Mai nói. Sắc mặt Tiểu Khuyên trắng nhợt, hơi kinh ngạc nhìn Thương Mai. Uyển Tĩnh cũng ngẩn người, nhưng vẫn không dám hỏi, chỉ có thể nghe theo, bước lên phía trước nhận lấy sổ sách và bảng tính từ tay Quế Viên, ngồi xổm xuống đất bắt đầu tính số. Thương Mai nói, ngươi ngồi đi. Uyển Tĩnh đáp, không sao, sẽ xong nhanh thôi. Quế Viên nói, đây là chi tiêu của phủ trong tháng này, không nhiều lắm, nhưng mà nhiều thứ vụn vặt. Ý của Quế Viên chỉ muốn nói trong sổ này đều là những thứ vụn vặt, cho dù như vậy thì nhất thời cũng không thể tính toán xong. Uyển Tĩnh nhìn Quế Vân cảm kích mỉm cười, ngón tay không ngừng thực hiện các phép tính nhanh như chớp. Ngón tay của nàng ta rất nhỏ, động tác rất đẹp rất nhanh, thanh âm tách tách trong phòng không ngừng rơi ở bên tai, lại để cho người nghe cảm thấy đó như là một giai điệu. Quế Viên nhìn hết sức chăm chú, tuy hắn nói tính sổ sách không lâu nhưng cũng đã mấy ngày nay rồi, với tốc độ này còn không nhanh bằng một nửa của người ta. Hơn nữa, nàng ta vừa lật sổ sách vừa tính toán, còn không cần dùng đến ngón tay để chỉ vào từng mục mò mẫm tính toán, mà chỉ cần nhìn một cái đã lập tức tính xong rồi. Thời gian một bình trà, nàng ta đã đứng dậy, đặt bút xuống cuốn sổ viết lên một hàng số, thưa Vương Phi, tôi tính xong rồi. Quế Viên, đối chiếu thử xem, Thương Mai nói. Quế Viên tiến lại nhìn kết quả bảng tính của nàng ta, ánh mắt càng mở lớn thêm một chút, Vương Phi, chính xác không sai. Bởi vì còn chưa đến cuối tháng cho nên sổ sách của tháng này Quế Viên cũng chưa kết toán. Nhưng tổng những thứ phải chi ra mỗi một ngày Quế Viên đều ghi chép lại, cho nên trong lòng Quế Viên cũng đã ước lượng được con số, số mà Uyển Tĩnh tính ra so với số mà bản thân hắn tính đúng là không sai. Thương Mai hài lòng mỉm cười, nhìn Quế Viên nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi giao lại phần việc này cho Uyển Tĩnh, để nàng ấy thay cậu tiếp nhận. Quế Viên cùng Tiểu Khuyên khẽ biến sắc, khóe miệng Quế Viên run rẩy một chút. Sắc mặt xám lại, vâng. Uyển Tĩnh, người đồng ý không? Thương Mai hỏi. Lúc này Uyển Tĩnh mới ngẩng đầu lên, trong đáy mắt tràn ngập nước mắt, Vương Phi, tiểu nữ chưa từng tính qua sổ sách. Vương Phủ không để ý nhiều như vậy, chỉ cần cô nói đồng ý hay không đồng ý thôi. Uyển Tĩnh cảm tạ ân huệ của Vương Phi. Uyển Tĩnh quỳ xuống, thanh âm đã không còn bình tĩnh được như lúc trước, giờ đây vô cùng kích động. Thương Mai nói, đó cũng là do ngươi có năng lực. Người quay về trước đi. Uyển Tĩnh cáo lui. Uyển Tĩnh lui ra ngoài, ra tới cửa, nước mắt không ngừng chảy ra. Nếu như nói nàng ta cam chịu số phận, vậy thì đó cũng chỉ là bất đắc dĩ, hiện giờ nếu không cam chịu thì nàng ta còn có thể làm gì? Làm nô tỳ mặc dù bị người xem thường, nhưng cũng có thể sống qua ngày đoạn tháng. Tuy nàng ta chỉ là người làm trong phòng sổ sách thu chi của phủ nhưng đó vẫn chỉ là người hầu mà thôi. Dù vậy nàng ta cũng không cần phải hầu hạ cho người khác, đây chính là ân huệ của Vương Phi. Uyển Tĩnh vừa đi, Tiểu Khuyên đã không nhẫn nhịn được nữa, Vương Phi, người để nàng ta làm việc của Quế Viên rồi, vậy thì Quế Viên phải làm sao đây? Người thật không công bằng. Quế Viên vội vàng nói, Tiểu Khuyên, không được nói bậy. Thương Mai chừng Tiểu Khuyên một ánh mắt, không hiểu phép tắc, nói không sai. Tiểu Khuyên đỏ mặt, sai chỗ nào chứ? Nô tỳ chỉ cảm thấy không công bằng cho Quế Viên. Hắn đã rất cố gắng. Thương Mai khẽ hừ một tiếng, nhìn Quế Viên, cậu ở trong phủ chắc cũng biết, ở trong phủ, người có tiền đồ nhất cũng chỉ được làm tiên sinh tính sổ sách trong phòng thu chi mà thôi, cậu có muốn vào Điền Trang làm hay không? Điền Trang, Quế Viên mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Làm gì trong Điền Trang ạ? Đương nhiên là quản sự của Điền Trang, Thương Mai nói. Tiểu Khuyên a một tiếng, khuôn mặt bầu bĩnh không kiềm nén được vui vẻ. Vương Phi muốn để bạt Quế Viên làm quản sự của Điền Trang sao? Không sai, làm quản sự không phải tốt hơn là chỉ làm tiên sinh tính sổ thu chi trong phủ hay sao? Thương Mai nói. Quế Viên kích động không thôi, nhưng mà nô tài sợ mình không làm được. Ta tin tưởng ở ngươi, chuyện trong Điền Trang Vương gia cũng đã biết. Trước khi ngươi đi, Vương gia chắc chắn sẽ vì ngươi mà dọn đường. Trước hết, những hạng người lòng dạ thâm độc hiểm ác đều phải bị đuổi đi. Hiện giờ những điền trang này của Vương Phủ sẽ giao lại cho ngươi tiếp quản, sau này ngươi phải chịu vất vả rồi. Quế Viên không sợ vất vả, chỉ sợ làm việc không chu đáo. Quế Viên nói, Tiểu Khuyên nghe thấy hắn được tiếp quản mấy cái điền trang,
không khỏi ngạc nhiên, chỉ một mình hắn ta, làm sao có thể tính được nhiều sổ sách như vậy chứ? Thương Mai bật cười, đứa ngốc, Quế Viên làm quản sự chứ không phải làm tiên sinh tính sổ sách, trong mỗi một điền trang đều có một người làm việc này, việc Quế Viên phải làm chính là tổng quản sự quản lý toàn bộ, tổng hợp lại và giám sát kiểm tra. Sau này cần phải tìm vài người tin cậy ở bên cạnh Quế Viên, giúp đỡ cho hắn, bản thân hắn cũng tự mình đề bạt cân nhắc một chút, cần phải tìm người đáng tin cậy mới có thể đề bạt. Quế Viên đã biết, cảm tạ Vương Phi. Quế Viên lau nước mắt, hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới có thể làm quản sự người đứng đầu trong điền trang, hơn nữa không phải là quản sự của một điền trang mà là quản sự tổng của mấy cái sơn trang. Tiểu Khuyên cười hì hì hỏi, vậy sau này mỗi tháng Quế Viên được bao nhiêu tiền nhỉ? Tiểu Khuyên ở trong phủ, một tháng được một lượng bạc đã thấy rất tốt rồi. Ngoài ra ở trong phủ, người được nhiều thì hai lượng bạc, mà nhiều nhất cũng chỉ có năm lượng. Một năm 100 lượng, Thương Mai nói. A, hả, Tiểu Khuyên kinh sợ hét lên, kích động không thôi nhìn Quế Viên, chầu này ngươi phải đãi. Quế Viên cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, 100 lượng bạc một năm. Quá nhiều rồi, cho dù là tổng quản sự hiện tại cũng không được 100 lượng bạc một năm. Vương Phi, vậy nhiều quá, thật nhiều quá rồi. Quế Viên lập tức khước từ. Thương Mai nói, đây là thù lao hợp lý, ngươi nên học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn nữa, chỉ cần ngươi làm tốt về sau ắt có thêm cơ hội. Tiểu Khuyên cũng tận tình khuyên nhủ, đúng đó, đây là ân huệ của Vương Phi ngươi còn không mau cảm tạ, nói nhiều như vậy làm gì. Thương Mai khẽ trợn mắt, Tiểu Khuyên. Quế Viên ngàn lần vạn lần cảm tạ ân huệ sau đó lui ra ngoài, Tiểu Khuyên một bộ ngây thơ đứng cười ngốc. Sao lại vui vẻ như vậy? 100 lượng bạc đó cũng đâu phải là của ngươi. Thương Mai nói. Tiểu Khuyên cười hì hì, đâu có. Nô tỳ đây là vui mừng thay Quế Viên thôi. Thay ngươi tự vui mừng thì có. Tiểu Khuyên mặt đỏ như thiêu đốt, Vương Phi chớ nói bậy. Thương Mai chậm rãi nói đến đây ta mới nhớ, tuổi của Quế Viên cũng không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc nên thành thân rồi. Quay về phải hỏi ý kiến Du Ma Ma một chút, xem cô nương nhà nào hiền lành liền. Tiểu Khuyên gấp đến độ dậm chân, vành mắt đỏ ửng lên, Vương Phi ức hiếp người. Thương Mai cười ha hả, được rồi, giỡn em thôi. Ai mà không biết nhà đầu nhà em nhung nhớ suy tư người ta đã lâu. Đợi cho chuyện này ổn thỏa, ta sẽ cho hai người tổ chức đại sư, như thế đã được chưa? Tiểu Khuyên thẹn thùng nói, Vương Phi nói sao thì làm như vậy, nô tỳ xưa nay vẫn luôn biết nghe lời. Thương Mai cười tới mức nghiêng ngả cả người. Chương 723, ân oán cá nhân giữa A Cảnh và Tô Thanh. Khoảng chừng vào giờ thân thì Tần Châu sẽ đến, Nhu Dao đến trước nàng ta một bước, trông thấy Tần Châu tới ngay lập tức hỏi, A Cảnh vẫn chưa quay về sao? Tần Châu lộ ra vẻ hết sức bất đắc dĩ, 3 ngày đã qua nhưng vẫn chưa quay về, ta cũng đã phái người ra ngoài đuổi theo nhưng không biết có thể đuổi kịp hay không. Nhu Dao nói, sao hắn lại ngốc như vậy cơ chứ? Tần Chu nhìn về hướng Thương Mai mỉm cười, Thương Mai mặt mũi hớn hở tươi cười đáp lại nàng ta. Hôm nay Trần Thái Quân mang đến một chuỗi hạt nho, trông giống quả nho thật y như đúc. Thương Mai nhìn thấy Trần Tướng Quân hết sức vui mừng, mọi người trở về cả rồi chứ? Trần Long nói, Vương Phi, đêm hôm qua chúng ta trở về rồi, hôm nay vào cung gặp Hoàng thượng, nghe nói ở Vương Phủ tối nay có yến tiệc, vì thế mặt dày đến đây xin bát cơm. Thương Mai bật cười, hoan nghênh, Tiêu Kiêu khi nào thì đến. Đại tướng quân ngày sau mới đến kịp, ngài ấy muốn gặp An Thân Vương trước, để bố trí ổn thỏa sau đó mới về kinh thành. Thương Mai liếc Mộ Dung Tráng Tráng một cái, vô cùng vui vẻ nói, vậy thì tốt rồi. Chuyện vui, đều là chuyện vui. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Tráng Tráng và Tiêu Kiêu gặp lại nhau, Thương Mai nhịn không được thay nàng ta vui vẻ, cô rất muốn được chứng kiến cảnh diện này, cô thấy bản thân mình cảm động sắp khóc tới nơi rồi. Mặc dù Mộ Dung Tráng Tráng cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng mà gợn sóng trong đáy mắt hoàn toàn bán đứng nàng ta. Làm sao có thể bình tĩnh? Bao nhiêu ngày đêm, bao nhiêu giờ khắc, bao nhiêu mong đợi, người kia tựa như mỗi giây mỗi phút đều khắc trong đầu của nàng. Làm sao cũng không thể quên đi được. Tần Châu và Lão Thái Quân mới gặp nhưng đã thân quen. Lão Thái Quân là kẻ thù số một ở Bắc Mạc, nhưng lại được những người dân ở Bắc Mạc vô cùng yêu quý, đây thật sự là một việc kỳ lạ. Có điều, như vậy có thể thấy người dân Bắc Mạc là những người vô cùng kính nể người có tài có năng lực. Lão Thái Quân lập tức kéo tay Tần Châu, không khỏi cảm thán nói, trông thấy ngươi, ta lại nhớ tới bản thân mình ngày xưa, ngươi so với Lão Phu càng xuất sắc hơn.
Tần Châu không thể nào không khiêm tốn một phen, tốt xấu gì đây cũng là lão tiền bối, đâu có. Thái quân khiêm tốn rồi, tiểu tướng cho dù có cố gắng cũng không bằng một nửa anh minh của thái quân. Giây phút trước bầu không khí vẫn còn hòa hợp. Hòa hợp cho tới khi vợ chồng Lễ Thân Vương đi vào, bầu không khí hòa hợp đó cũng tức khắc im bặt. Mộ Dung Khanh nhìn thấy Lễ Thân Vương đi vào cửa, vội tìm bừa một lý do cúi xuống xoa xoa lòng bàn chân. Lễ Thân Vương làm sao có thể để cho hắn trốn? Lập tức lớn tiếng hét, đại kim, lên. Ba con đại kim vọt ra ngoài. Một con đại kim là thị vệ của ông ta, ngoài ra một con đại kim khác là thị vệ bên cạnh Lương Vương, còn một con đại kim nữa, nó cũng là con chó lông màu vàng của ông ta. Người có thể chạy nhanh hơn chó sao? Đây hiển nhiên là không thể nào, đặc biệt là khi Mộ Dung Khanh vẫn đang mải lo nghĩ về hình tượng. Vì thế, một con cẩu đại kim đã cắn vào vạt áo của Mộ Dung Khanh kéo lại. Lúc này con đại kim còn lại của Lễ Thân Vương cũng phi ra ngăn chặn hắn, đến nỗi vị kia ở phủ Lương Vương theo phản xạ cũng phi tới. Cuối cùng lại phát hiện đây không phải phân phó của chủ tử mình, bèn bẽn lẽn ngượng ngùng lui ra. Nói như vậy tức là chỗ này, tên gọi của hai con chó này đều giống nhau. Về phần hai con đại kim, vẻ ngoài hay tướng mạo dường như không có gì khác nhau giống như là song sinh vậy. Nhưng mà đứa nào cũng không nguyện ý làm tiểu đệ, bởi vì mẹ của bọn chúng cũng không nhớ rõ đứa nào chui ra trước. Thế cho nên, cả hai đều tự xưng là đại kim, con nào cũng muốn bản thân mình nổi bật nhất, cuối cùng một con đi phủ Lễ Thân Vương, một con đi phủ Lương Vương, cũng đều theo vương ra đương triều cả. Hiện nay vẫn chưa phân biệt được lớn nhỏ, nói đúng ra chính là ngang tài ngang sức. Quả nhiên, Lễ Thân Vương đúng là loại người không chịu chừa cho ai chút thể diện. Ông ta đi đến trước mặt Mộ Dung Khanh hừ một tiếng, mấy ngày trước, người đến phủ Lễ Thân Vương đưa cho ta lễ vật, hôm nay ta đến để trả lễ cho ngươi. Nói xong giơ một tay lên, ngay lập tức trông thấy hai thị nữ và Uyển Tuệ xuất hiện, đây là mấy người lúc trước đã bị Mộ Dung Khanh đuổi đi. Uyển Tuệ rất sợ Lễ Thân Vương, lúc này gặp được Mộ Dung Khanh ngay lập tức quỳ xuống khóc lóc, vương gia, nô tỳ cầu xin người đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ không dám nữa. Mộ Dung Khanh ảo não đến phát đau. Hắn nhíu mày nói, Du Ma Ma. Du Ma Ma lập tức phất tay cho người đến kéo Uyển Tuệ đi, trước bố trí để cô ta quay về Lam Nhược Các. Hôm nay có nhiều khách khứa đến như vậy, cũng không thể khiến Thương Mai mất mặt mũi, tốt xấu gì đây cũng được xem như là yến tiệc đầu tiên mà cô tổ chức. Khi Thương Mai trông thấy Uyển Tuệ bị lôi đi, khóe miệng đắc ý câu lên một nụ cười. Nàng ta vẫn còn nuôi hy vọng. Thương Mai thật không biết phải nói gì. Mánh khóe này. Tần Châu cũng nhìn ra được, thẳng thắn hỏi Thương Mai, giết nàng ta. Thương Mai chỉ cười, không cần. Tần Châu nhíu mày nói, nàng ta là một thứ uy hiếp, mang tai họa. Ý tứ của Tần Châu là muốn nói Uyển Tuệ có tâm địa bất chính. Ngoại trừ giết nàng ta, còn rất nhiều cách khác, Thương Mai nhìn nàng ta nói. Tần Châu vẫn chưa thôi nhíu mày, nếu có chuyện gì, nửa bước không nhượng bộ. Cảm ơn, ta biết rồi. Ranh giới trong tình yêu chỉ có thể là hai người. Nhiều hơn một, không thể bao dung. Ngược lại khi Mộ Dung Khanh nghe thấy Tần Châu nói muốn giết Uyển Tuệ, trong đáy mắt hắn hiện lên một tia sát ý. Hắn nghĩ Tần Châu lầm rồi, nàng ta mới là cái thứ uy hiếp. Thương Mai nhìn qua, Mộ Dung Khanh lập tức mỉm cười ôn hòa, vào trong rồi nói. Nghênh đón nhóm người vào trong, Nhu Dao vẫn đứng ở cửa nhìn khắp xung quanh, nhưng không nhìn thấy người nàng ta muốn nhìn. Nàng ta thất vọng đi theo mọi người vào trong. Nhưng chân chỉ vừa mới bước vài bước bỗng nhiên, nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân đang dồn dập vang lên. Nàng lập tức quay đầu, người mà nàng trông thấy là một người mặt mũi tèm lem dính đầy bụi đất, một thân dơ bẩn, mái tóc hỗn độn, râu ria như thổ phỉ, hốc mắt trũng xuống, nhưng ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Không phải A Cảnh, thì còn là ai? Nhu Dao kinh hãi hét một tiếng, người sao lại thành ra thế này? Vốn là bởi vì A Cảnh không tìm được Nhu Dao. Cho nên hắn tính quay về kinh để hỏi Thương Mai có biết Nhu Dao đi đâu không. Kết quả, vừa tiến vào đã nghe thấy giọng nói của Nhu Dao, hắn dụi dụi mắt, đó quả thực là nàng. Tìm kiếm đã 3 ngày, hắn đều nhớ như in khuôn của nàng mà đi tìm, mỗi giây mỗi khắc đều trông ngóng giây tiếp theo sẽ tìm được nàng, bây giờ nàng lại đột ngột đứng trước mắt hắn khiến cho hắn lúc này thất thần kinh ngạc nói, nàng, huyện chúa. Làm sao lại ở đây? Thật sự đúng là, khi tìm mòn gót giày lại chẳng thấy. Khi tìm thấy lại chẳng hề tốn chút công lao. Mọi người trông thấy A Cảnh như vậy cũng vô cùng kinh ngạc. Tần Châu bước lên phía trước hỏi hắn, ngươi làm sao vậy? 3 ngày nay ngươi đi đâu?
tinh thần làm sao lại sa sút thành thế này. A Cảnh giơ tay lau qua loa một chút trên mặt, lại nhìn Nhu Dao, huyện chúa đã trở về, cho nên ngàn vạn lần không được nhắc lại chuyện thương tâm của nàng. Có gì ăn không? Ba ngày rồi chưa ăn chút gì cả, chỉ uống nước suối, không mang theo ngân lượng, xấu hổ không thể đi cướp. A Cảnh nói, hắn là quân lính không đi cướp. Trời ơi, Thương Mai nghe thế vội chạy đi tìm Vương Tuấn, người mau đi làm chút gì cho hắn ăn đi. Vâng, tại hạ đi ngay. Vương Tuấn lập tức chạy đi. Ba cái đùi gà to, một nồi cơm to, một nồi lẩu thịt dê, một đĩa điểm tâm bánh khoai, tất cả 12 món, chỉ nhìn thấy A Cảnh trong chốc lát đã quét sạch hết rồi. Trời ơi, người thật sự ba ngày không ăn gì sao? Nhu Dao trông thấy hắn như vậy, trong lòng chua xót, người đúng là đồ ngốc mà. Ăn, có ăn một chút, nửa đêm hôm trước có ăn thịt rắn. A Cảnh một bên lau miệng, một bên uống nước, lại nghe được có người nói Tô Thanh đến đây. Trong đáy mắt A Cảnh nổi lên tia nguy hiểm, hắn lập tức nhìn Nhu Dao, trông thấy Nhu Dao chăm chú nhìn Tô Thanh một thân xiêm y màu xanh, kiểu dáng không khác gì so với thị nữ ở trong phủ. Hắn phe phẩy quạt lông ở trong tay, dáng vẻ anh tuấn khôi ngô, nếu không phải đôi mắt thâm quầng, mặt sưng phù, chân bước đi có vẻ không tiện lắm thì thật sự là một công tử tuyệt sắc ở trong kinh thành. A Cảnh trông thấy Nhu Dao không dám nhìn Tô Thanh, nàng thậm chí còn theo bản năng lùi ra sau muốn né tránh. Hắn mặc dù vô cùng tức giận nhưng cũng không thể thất lễ, đập bàn một cái đứng dậy đi đến trước mặt Tô Thanh, Tô tướng quân, Mạt tướng có chuyện muốn nói với ngài, ngài ra đây một lát. Tô Thanh hơi run, có chuyện phải nói với ta thì nói ngay ở đây đi. Mọi người ở trước mặt đang muốn khuyên ngăn, nhưng A Cảnh lại giơ tay lên áp sát tới gần, ân oán cá nhân, là ân oán cá nhân. Nói xong, lập tức kéo Tô Thanh đi ra ngoài. Chương 724, ta muốn thành thân. Nhu Dao lo lắng nhìn Mộ Dung Khanh nói, có muốn đi ra xem một chút không? Ân oán cá nhân, đánh chết không oán. Mộ Dung Khanh nói xong, xoay người đi vào. Mọi người cũng biết đại khái là chuyện gì, nhưng Loan Loan và Tiêu Thác có chút không rõ. Nhu Dao dậm chân, ai, chạy ra ngoài. Sương phòng bên kia, Tô Thanh đã bị A Cảnh nhấc lên, Tô Thanh chủ yếu là không biết tình huống, thấy A Cảnh bỗng nhiên nổi giận, vội vàng hỏi A Cảnh, chuyện gì xảy ra? Ta đắc tội ngươi rồi. Tên tiểu nhân đầy miệng nhân nghĩa đạo đức ngươi, ngươi làm hại. Lời của hắn ta vừa ra khỏi miệng, đã thấy Nhu Dao chạy ra, hắn ta vội vàng đặt Tô Thanh xuống, cẩn thận phủi bụi trên bả vai Tô Thanh, miệng nói, là thế này, hôm đó thấy ngươi dùng một chiêu kiếm pháp, vẫn luôn nghĩ đến, muốn lãnh giáo Tô tướng quân một chút. Tô Thanh ngẩn ra, lúc nào ta đã dùng kiếm pháp? Hắn ta nghiêng đầu, nhìn Nhu Dao đang chạy chậm ra, ngươi chạy gấp như vậy làm gì? Nhu Dao kéo Tô Thanh ra, nói, người đi vào trước, ta có lời muốn nói với A Cảnh. Nhưng A Cảnh nói có lời muốn nói với ta, người xếp hàng đi. Trong lòng Tô Thanh thông suốt, mặc dù không biết tình huống cụ thể, hôm nay coi như đã hiểu. Chuyện của ta khá quan trọng, người đi vào đi, Nhu Dao nói. Tô Thanh lại cho là Nhu Dao muốn nói với A Cảnh biết khó mà lui, A Cảnh đúng là một nam nhi tốt, hắn hy vọng, Nhu Dao và A Cảnh có thể thành. Cho nên, thế nào cũng không nguyện ý để Nhu Dao và A Cảnh ngửa bài. Ít nhất, trước khi ngửa bài, hắn phải làm xong công tác khai thông cho A Cảnh, để hắn ta ngàn vạn lần không nên bị Nhu Dao đả kích mà lui thật. Mặc dù, A Cảnh chưa từng tấn công. Nhu Dao, người đi vào trước đi, ta nói với A Cảnh mấy câu, nói xong, người lại nói, được không? Tô Thanh bày ra vẻ mặt giết chết người không đền mạng, ý đồ lấy sắc động lòng người. A Cảnh bôn ba ba ngày. Vẫn luôn tìm Nhu Dao, hôm nay trong đầu hắn đã rõ như kính, biết mình tại sao lại như vậy, thấy Tô Thanh lúc trước cự tuyệt Nhu Dao, hôm nay lại bày ra tư thế muốn câu dẫn, lập tức tức giận, một quyền đánh tới chính giữa sống mũi. Đầu Tô Thanh ông một tiếng, hai hàng máu mũi lập tức chảy xuống, hắn kinh ngạc đưa tay lau một cái, thấy mờ u bàn tay đều là máu. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là năm nay nhất định là năm hạn bất lợi, đầu năm nay không lại thái tuế. Sao lại luôn bị đánh? Nhu Dao tức giận nói, A Cảnh, sao ngươi lại đánh người rồi? Nàng lấy khăn tay ra, lau máu mũi cho Tô Thanh, có đau lắm không? A Cảnh thấy một màn này, đầu cũng vang lên ông ông, ngực nín một hơi không ngừng chạy tán loạn trong người, luôn cảm thấy muốn đánh ai một trận mới có thể ra ngụm khí này. Nhu Dao thấy A Cảnh còn muốn động thủ, trầm mặt xuống, lạnh lùng nói, ngươi đứng qua một bên cho ta. A Cảnh nhìn nàng, thấy khuôn mặt xinh đẹp như phủ đầy xương tuyết của nàng. Nhất thời không dám lỗ mãng, ngượng ngùng lui qua một bên,
nhưng dùng ánh mắt tàn bạo trợn mắt nhìn Tô Thanh. Linh Lợi, Nhu Dao kêu một tiếng. Linh Lợi nằm ở trên đầu tường, nhìn xem, vốn tưởng rằng ai cũng không biết, nhưng lúc Nhu Dao đi ra đã thấy nàng ta leo lên nhìn lén rồi. Tô Thanh ngẩng đầu lên thấy Linh Lợi ngượng ngùng từ đầu tường nhảy xuống. Người đưa hắn vào, bôi ít thuốc, cẩn thận bị đánh ngốc rồi. Nhu Dao nói. Linh Lợi nhìn khuôn mặt khá đặc sắc của Tô Thanh, nhớ tới mấy ngày trước hắn mới đánh một trận với chủ tử, hôm nay lại bị A Cảnh đánh một quyền, tiểu tử này, gần đây rất đen đủi. Linh Lợi, con người Tô Thanh tối sầm lại, nhớ tới lời nàng ta nói. Nàng sống là người của Dạ Vương, chết là quỷ của Dạ Vương. Linh Lợi than thở, ta có lời muốn nói với ngươi. Tô Thanh lại cười khổ, không nghe. Sợ lại muốn nhắc lại nàng trung thành với Dạ Vương. Không nghe cũng phải nghe, Linh Lợi nổi nóng. Tô Thanh xoay người, ta quay về đây. Linh Lợi kinh ngạc nhìn hắn, chỉ là chốc lát, cả người hắn rất cô đơn, bóng lưng làm cho người ta cảm thấy vô cùng thương cảm. Trong lòng Tô Thanh đúng là rất khó chịu. A Cảnh cũng được, Tiêu Kiêu cũng được, cho dù trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng hắn nhìn ra được, cuối cùng bọn họ cũng có thể có kết quả tốt đẹp, duy chỉ có hắn, không thể. Cần gì phải trực diện tàn khốc? Linh Lợi, đuổi theo xem, Nhu Dao nói. Linh Lợi cười khổ, không cần. Nàng ta xoay người đi vào, chỉ còn lại A Cảnh và Nhu Dao đứng đó. A Cảnh hơi luống cuống. A Cảnh, Nhu Dao kêu hắn ta một tiếng. A Cảnh lên tiếng đáp lại, có. Ba ngày nay ngươi, đi tìm ta, Nhu Dao hỏi. A Cảnh lắc đầu, không phải. Thật sự không phải sao, mắt Nhu Dao nhuộm ánh tà dương màu vàng. A Cảnh nhìn nàng một cái, giống như bị điện giật, vội vàng rời tầm mắt đi. Ta đúng là đi tìm ngươi, ta cho là ngươi rời khỏi kinh thành. A Cảnh nói, ta rời khỏi kinh thành, tại sao ngươi phải đi tìm ta? Nhu Dao hỏi. A Cảnh hơi khó chịu, hắn ta cảm thấy, ý của Nhu Dao là nàng rời đi kinh thành không liên quan gì đến hắn, hắn dựa vào cái gì đi tìm. Ta không biết, chỉ là không muốn ngươi đi. Giọng hắn nhỏ như ruồi kêu, Nhu Dao cơ hồ không nghe rõ. Nhu Dao nhẹ giọng than thở. Chân mày lá liễu cong lên, con ngươi rủ xuống, A Cảnh, trong lòng ta có một người, sợ nhất thời sẽ không quên được, người nguyện ý chờ ta không? A Cảnh há to mồm, ngươi nói gì? Ta nói, nếu người nguyện ý chờ ta quên đi người kia, chúng ta ở bên nhau, được không? Nhu Dao nói rõ ràng lại. Miệng A Cảnh lại mở lớn hơn, cơ hồ có thể thấy cổ họng, ngươi nói thật. Ừ, Nhu Dao gật đầu, hơi ngước mắt, đáy mắt hơi ướt. A Cảnh cười ngốc, ngươi không quên chúng ta cũng có thể ở bên nhau. Chuyện này đối với ngươi không công bằng, Nhu Dao lắc đầu nói. A Cảnh lắc đầu, không gấp, ngươi đã là của ta, lòng sớm muộn cũng vậy. Nhu Dao xì một tiếng cười, cả người bao phủ trong bóng dáng cao lớn của hắn, làm cho nàng đặc biệt thon nhỏ. A Cảnh vẫn luôn cười ngây ngô, cười như kẻ ngốc vậy, miệng cũng sắp kéo đến sau lỗ tai, nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn thu lại, ta. Ta là người Bắc Mạc. Đúng vậy, ta biết, nhưng nghĩ đến nhờ sự cố gắng của Tần Châu và Biểu Ca, Bắc Mạc và Đại Chu sau này sẽ là bạn tốt. Nhưng ta không có tước vị, ta khiến người chịu uất ức. A Cảnh hơi ảo não, sớm biết hắn sẽ gặp người mình thích, thì càng nên cố gắng chút nữa. Nhu Dao vẫn cười, không gấp, ta không quan tâm. A Cảnh ồ một tiếng, vậy ngày mai ta đi cầu hôn. Ngày mai, Nhu Dao ngẩn ra. Hắn không nghe rõ sao, chờ nàng quên Tô Thanh đã. Đúng vậy, một đêm, người còn không quên được Tô Thanh sao? Hắn có gì tốt, chính là một người giấy, gió thổi một cái đã bay đi, đâu được rắn chắc như ta. A Cảnh ưỡn ngực lên, ở Bắc Mạc, cao lớn rắn chắc mới là vương đạo. Nhu Dao lắc đầu nói, đợi thêm vài ngày nữa. A Cảnh nhìn nàng, hận không thể ôm nàng vào trong ngực dùng sức hôn, chờ bao lâu. Ta muốn thành thân, động phòng với ngươi. Nhu Dao a một tiếng, sắc mặt nhất thời mắc cỡ đỏ bừng, ngươi. Ngươi vô sỉ. A Cảnh bối rối, ta vô sỉ lúc nào. Nàng đỏ mặt thành màu anh đào, A Cảnh nhìn, cổ họng cô vang dội, tà hỏa dâng lên, dáng vẻ này của Nhu Dao, hắn hận không thể ôm nàng vào trong ngực mặc sức thương yêu. Hắn sai chỗ nào? Chương 725, bỗng nhiên bị bệnh. Nhu Dao đã sớm nghe nói người Bắc Mạc tính tình chính trực thoải mái, không câu nệ tiểu tiết. Nhưng trên đường chạy trốn với A Cảnh, hắn vẫn luôn lấy lễ đối đãi, chưa từng vượt khỏi khuôn phép, vốn tưởng rằng, sau khi nàng tỏ thái độ,
hắn sẽ giống như trước như vậy lùi bước ôn tồn, chưa từng nghĩ lại nhiệt liệt như vậy. Trong lòng nàng hơi bất an, nhưng cũng có chút khác thường không nói ra được. Tựa như, trong xương nàng chính là mong đợi một phần tình cảm cuồng nhiệt như vậy. Nàng không khỏi cười nhạo mình, cũng khinh thị mình, trong đầu còn có Tô Thanh, lại bị mấy câu nói của A Cảnh mãng phu này làm cho trong lòng đại động, đâu còn chút nào dè dặt và tự trọng của nữ tử nữa. Nhu Dao nghĩ, vành mắt càng đỏ, xoay người chạy như bay đi vào. A Cảnh choáng váng. Tô Thanh rời đi, tuy nói làm mọi người tiếc nuối, nhưng bởi vì an thân Vương Tiêu Kiêu sắp hồi kinh, chuyện vui bày ra trước mắt, mọi người cũng quên mất Tô Thanh. Đang lúc tiệc dược, bữa tiệc linh đình. Thương Mai nhất thời cao hứng, tham uống mấy ly, trên mặt ửng lên, sáng rỡ động lòng người không nói ra được. Ánh mắt Mộ Dung Khanh như mực, con người nhìn theo chuyển động của Thương Mai. Bộ dáng si mê này, cho dù hắn lớn tiếng tuyên cáo không quan tâm nữ tử này, cũng không có ai tin tưởng. Tần Châu nhìn thấy trong lòng chua xót, từng ly xuống bụng, rượu Đại Chu vẫn quá ôn thuần, không bằng liệt tính của Bắc Mạc, vì vậy, rượu này không đắng như đáy lòng, không che giấu được khổ sở trong đáy mắt. Nàng ta mong đợi Hạ Thương Mai hạnh phúc, bởi vì, đây là thứ nàng ta không thể có được. Nhưng rõ ràng là nghĩ như vậy, trong đầu sao lại khó chịu như vậy? Sự tịch mịch thương cảm của Tần Châu rơi vào trong mắt Tráng Tráng. Tráng Tráng hôm nay cũng vô cùng cao hứng, nhưng không uống nhiều, từ rất nhiều năm trước, nàng ta không uống rượu, sợ sau khi uống rượu lộ ra suy nghĩ, sợ tương tư trong lòng bộc phát không thể thu lại được. Nàng ta có thể hiểu được khổ sở trong lòng Tần Châu nhất, yêu mà không có được. Thậm chí, Tần Châu so với nàng ta càng cay đắng hơn, bởi vì, Tần Châu là cô gái, những điều nàng ấy mong muốn, là người đời không dung. Tráng Tráng mong đợi, những tâm tư này của Tần Châu, giấu kỹ hơn chút mới phải, nếu để cho người khác biết, danh tiếng của Thương Mai cũng phải bị liên lụy. Thương Mai uống đã nửa say, tâm tình càng tốt, nhìn về phía Hồ Hạnh Nhi, mặt mũi ngẩn ra. Cô thấy Hồ Hạnh Nhi cầm điện thoại di động ở chụp cảnh mọi người uống rượu, chụp sau, còn cầm điện thoại di động không biết viết cái gì. Cô chợt đứng lên, đi tới bên người Hồ Hạnh Nhi. Hồ Hạnh Nhi hỏi, sao vậy? Thương Mai xoa xoa con mắt, nhưng phát hiện Hồ Hạnh Nhi không cầm điện thoại di động, trong tay cầm một ly rượu. Ảo giác. Không, ta muốn uống với ngươi một ly. Thương Mai bước chân cứng đờ vòng một cái, trong tay trống rỗng, không mang rượu tới. Vừa rồi cô tới làm gì chứ? Thương Mai, Thương Mai. Cô cảm thấy mình như dẫm lên bông, lỗ tai là thanh âm ông, bốn phía đều là khói mù, cô không thấy rõ bất kỳ ai, lại tựa hồ nghe được có người gọi cô. Theo bản năng cô trả lời, trước mắt có bóng người đung đưa, đầu rất choáng váng. Có người ôm lấy cô thấy khuôn mặt sốt ruột của lão thất, cô cũng nghe được mình nói, ta không sao, lão thất người sao thế. Thương Mai mơ một giấc mộng dài. Cô vẫn ở kiếp trước, ở trong đội thi hành nhiệm vụ, cô bị phái đến Tam Giác Vàng địa khu, muốn tìm một con cú độc. Cô lạc đường trong núi lớn Kim Sơn Giác, không biết sao lại bỗng nhiên bốc cháy, lửa rất lớn không ngừng ép tới trước người cô. Cô dùng sức trốn, chạy rất lâu, chạy kiệt sức, nhưng đường chạy trốn không có điểm cuối, cho dù cô chạy thế nào, cũng chạy không ra khỏi lửa lớn bao vây được. Cô nhìn thấy rất nhiều người chết rồi, bên người không ngừng ngã xuống đều là thi thể cháy rụi, cô nghe thấy Nhu Dao đang kêu, cô quay đầu lại thấy lão thất khắp người đầy máu tươi đứng ở sau lưng cô, cười thê lương với cô một tiếng. Lão thất, cô chạy quay lại, nhưng lửa lớn nhanh chóng cắn nuốt lão thất, cả người lão thất đều là lửa. Hắn thống khổ kêu tên cô, Thương Mai không chút do dự vọt vào lửa. Rất đau, đau đến mức cô phải kêu to, cô không thấy lão thất nữa, lão thất ở đâu. Cô lăn lộn trên mặt đất, cô thấy thân thể mình giống như một hỏa cầu, lập tức sẽ nổ. Lão cửu, tìm được An Nhiên lão vương ra chưa? Dạ vương đi vào, chán nản lắc đầu, mặt đầy mệt mỏi. Mộ Dung Khanh đã đến ranh giới tan rã, ba ngày, Thương Mai hôn mê ba ngày. Mỗi ngày đều ở trong mộng khóc lớn hô to, làm thế nào cũng không gọi tỉnh được. Ba ngày nay hắn cũng không ngủ, vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh cô, An Thân Vương và Tiêu Kiêu hôm nay đã đến kinh thành, đến nay cũng ở trong cung, tối nay chính là Khánh Công Yến. Trong nhà cũng đầy người, Tần Châu tuy không thể canh giữ ở bên cạnh cô, nhưng ba ngày nay cũng ở vương phủ không rời đi, Thương Mai mỗi một lần thét chói tai, nàng ta cũng có thể nghe rõ ràng. Không còn đại phu xuất sắc nào khác sao? Tần Châu nắm chặt quả đấm hỏi. Ngự y cũng khoanh tay bó gối, nói nàng căn bản không có bệnh. Trần Thái Quân nói.
không có bệnh sao lại không tỉnh lại được, là những ngự y kia vô dụng. Mộ Dung Khanh giống như một con sư tử cuồng nộ, kêu la như sấm nhưng không có biện pháp gì. Dạ Vương an ủi, thất ca, ta đã để người của Nguyệt Lâu đi tìm rồi, tìm được lão vương ra lập tức đưa về trong kinh. 3 ngày rồi, bổn vương không biết nàng còn có thể kiên trì bao lâu, 3 ngày nay chỉ có thể rót cháo. Cổ họng Mộ Dung Khanh tanh ngọt, nổi giận thêm loạn, khí huyết cuồn cuộn. Nàng hiển nhiên là ở trong ác mộng, Tráng Tráng suy nghĩ một chút, có muốn mời một pháp sư tới xem một chút không? Nàng ta cũng không phải đặc biệt tin những thứ này, nhưng đây không phải là chúng độc cũng không phải có bệnh, bỗng nhiên chỉ như vậy, quá kỳ quái. Mời, đi mời, Mộ Dung Khanh cũng không có biện pháp, phàm là có một tia hy vọng, hắn cũng phải thử một chút. Tráng Tráng lập tức đi làm, mời cao tăng đắc đạo đương triều tới, cũng không nhìn ra nguyên do. Nhưng lúc cao tăng sắp đi nói một câu, mệnh cách của Vương Phi tựa hồ vào năm ngoái đã xảy ra thay đổi, lão nạp cũng không thể ra sức. Năm ngoái xảy ra rất nhiều chuyện trên người Thương Mai. Sau khi cao tăng đi, Thương Mai lại trầm tĩnh hơn rất nhiều, không tiếp tục thét chói tai, nhưng vẫn sợ hãi bất an. Thất ca, tối nay là khánh công yến, chúng ta còn có chuyện phải làm, đã đến lúc vào cung rồi. Dạ Vương nói, Mộ Dung Khanh nào còn có tâm tình. Nhưng cứu Hạ Lâm là chuyện Thương Mai muốn làm nhất, nếu không cứu được Hạ Lâm ra, cho dù nàng tỉnh lại vẫn lo lắng mỗi ngày. Mộ Dung Khanh nói với Tráng Tráng, tối nay ngươi không nên đi, ở lại canh chừng nơi này. Ta biết, Tráng Tráng lo lắng mặt đầy, ngươi yên tâm đi. Hồ Hạnh Nhi lại nói, không, công chúa ngươi đi đi, ta và Nhu Giao Loan Loan ở đây, lại thêm Linh Lợi cũng ở đây, tối nay Tiêu Kiêu trở lại, các ngươi đã lâu không gặp, đi đi. Tráng Tráng lắc đầu, hắn trở lại rồi, ta muốn gặp hắn lúc nào cũng được, Thương Mai như vậy, ta cũng không có tâm tư đi. Tần Châu không muốn đi, nhưng Hoàng đế mời nàng ta không thể không tham dự. Lương Vương đã sớm vào cung đút lót, bởi vì tối nay muốn Tam Hoàng tử báo tin, cho nên Lương Vương cũng luôn dặn dò Tam Hoàng tử, dạy hắn làm gì, nói thế nào. Tôn Phương Nhi bên kia, khi Thương Mai hôn mê ngày thứ hai, Nhu Giao vào cung từng thấy nàng ta. Cũng đánh tiếng với nàng ta rồi. Nhu Giao nói với Tôn Phương Nhi nếu như có thể cứu Hạ Lâm ra, hai tỷ muội họ, hiềm khích lúc trước bỏ qua. Tôn Phương Nhi mặc dù ngoài miệng không quan tâm, nhưng đáy lòng lại rất coi trọng phần tình cảm chị em với Nhu Giao. Nàng ta đã không còn thân nhân rồi. Chương 726, Khánh Công Yến. Khánh Công Yến không phải rất long trọng, một là bởi vì năm nay Hoàng Thái Hậu vừa mất, vẫn còn đang trong tang kỳ. Thứ hai, là bởi vì thân thể hoàng thượng mấy ngày nay cũng không tốt lắm, vì vậy phân phó nội phủ, yến hội đơn giản là được. Bởi vì là khánh công yến, chư vị huân quý đại thần dĩ nhiên là phải dự tiệc, ngũ phẩm trở lên cũng phải tham dự, nhưng không mang theo gia quyến. Khánh công yến và các yến hội khác không giống nhau, chỉ vì khen ngợi bề tôi có công, đồng thời chúc mừng đại chu lấy được đại thắng. Sau khi An Thân Vương và Tiêu Kiêu hồi chiều lập tức vào cung gặp hoàng thượng, mặt rồng của hoàng thượng vui mừng. Giữ hai người lại nói chuyện một lúc. Khoảng giờ Dậu, sắc trời còn chưa tối, điện Vạn Thọ bày khánh công yến đã đèn đuốc sáng trưng. Từ sau khi Thương Mai quản lý hậu cung, cắt giảm chi tiêu, trong cung quả thực có một khoảng thời gian tiết kiệm, nhưng khi Hồ Hoan Linh làm hoàng hậu, lại phong Tập Thái Phi làm hoàng thái hậu, làn gió xa hoa lại bắt đầu thịnh hành. Quả thật, của hồi môn của Hồ Hoan Linh cũng không ít, những của hồi môn này, chính nàng ta chọn một số giữ ở bên người, còn lại đều dâng cho hoàng thượng. Hồ Hoan Linh là người hiểu lòng người, hiền huệ hào phóng, quan trọng nhất chính là hào phóng. Hồ gia có tiền, phú giáp thiên hạ, không sai chút nào. Số bạc bồi gả của nàng ước chừng làm mặt rồng của hoàng thượng vui mừng 3 ngày. Bởi vì tâm tình tốt, hôm nay hoàng thượng cũng phá lệ khai ân, đặc xá Nam Hoài Vương, chấp thuận hắn vào cung tham yến. Nam Hoài Vương đã trở thành trò cười, hắn từng tạo áp lực trong kinh thành, giống như mùa hè trước khi đổ mưa như thác. Sấm chớp rền vang, cuồng phong nổi lên, đến cuối cùng, một giọt mưa cũng không có. Những bách tính hơi thô bỉ càng hình dung hắn là rời sông lấp biển khí trong bụng, đến cuối cùng chỉ còn cái rắm, lại không vang. Hơn nữa, vị hôn thê của hắn Tôn Phương Nhi, cuối cùng thành quý phi, Nam Hoài Vương bị mọc sừng trên đỉnh đầu, nói tới hắn, mọi người cũng che miệng cười một tiếng. Tối nay hắn tới rất sớm, cả người áo quan vương ra, gầy đi rất nhiều, vẻ mặt hoảng. Gặp người cũng không có chút hào phóng nào, vẫn tránh né, tỏ ra rất đáng thương. Người có lúc chính là kỳ quái như vậy, nếu nói khi một người nhân khí tăng cao,
rất nhiều người sẽ nhìn không vừa mắt, có thể một người ở địa vị cao bỗng nhiên rơi vào bùn đất, hèn mọn phải giống như chó mất đi chỗ dựa, sự đồng tình sẽ tự nhiên nảy sinh. Có lẽ, không phải sự đồng tình, chỉ là muốn thể hiện sự hư hóa và đại nhân đại nghĩa của mình. Không ít đại thần lại đến chào hỏi hắn, trấn an mấy câu. Nam Hoài Vương lộ vẻ hết sức cảm kích, liên tục chắp tay, một chút khí phái vương gia hoàng gia cũng không có. Lúc Mộ Dung Khanh tới, Nam Hoài Vương đang nói chuyện với hộ bộ thị lang, Nam Hoài Vương cúi đầu, chuyên tâm lắng nghe, khi thì gật đầu, khi thì lộ ra hèn mọn mỉm cười. Nhìn lại hộ bộ thị lang, lại là kiêu căng tự hào, thái độ ban ơn, sau lại vỗ vỗ bả vai Nam Hoài Vương, có sự ngạo nghễ của kẻ trên cao dạy dỗ người dưới. Mộ Dung Khanh chỉ coi không nhìn thấy, bị mọi người thúc giục đi vào. Hắn vừa tiến đến, Nam Hoài Vương bên kia nhất thời cũng không còn người vây quanh, rối rít tiến lên, nói mấy lời chúc mừng Mộ Dung Khanh. Trong lúc này Mộ Dung Khanh đều mặt đen như mực, điều này cũng phù hợp với hình tượng từ trước đến nay của hắn, mọi người cũng không trách, nếu hắn bỗng nhiên tâm tình tốt cười nói với mọi người còn sợ hơn. Nam Hoài Vương do dự một chút, cũng lên trước làm lễ. Thất ca, hắn hèn mọn chắp tay, lưng hơi còng, Mộ Dung Khanh nhìn hắn ở khoảng cách gần lại phát hiện tóc mai hắn hơi trắng. Hắn năm nay mới hơn 20 tuổi. Ừ, Mộ Dung Khanh từ lỗ mũi phát ra thanh âm, giọng nói cổ họng cũng vang dội, hắn hết sức ừ một tiếng. Cho tới bây giờ hắn không phải một người hèn mọn kính cẩn. Cho dù trên mặt hay trong xương đều không phải. Khánh công yến, hậu phi tham dự không nhiều, hoàng thượng chỉ mang theo hoàng hậu Hồ Hoan Linh, Nghi Quý Phi và Tôn Phương Nhi. Tôn Phương Nhi hôm nay ăn mặc rất mộc mạc, màu xanh thạch vân hoa văn chìm tơ lụa cung quần, không thêu gì, đón gió đi tới, làm cho người cảm thấy hình thiêu cốt lập, mặt mũi lại tái nhợt vô cùng. Nàng ta mắt nhìn thẳng, đi theo sau lưng Hồ Hoan Linh, và đi cùng hàng với nàng ta là Nghi Quý Phi. Nghi Quý Phi hôm nay lại mặc một bộ phi sắc tơ lụa trăm lai quần, thêu thực dược tinh xảo, tóc mây lười biếng, phong tình không nói lên lời. Hồ Hoan Linh mặc chính trang. Một bộ lễ chế triều phục hoàng hậu trung quy trung củ, thêu phượng bay tinh xảo, mặt trứng ngỗng đạm thi chi phấn, mặt mũi đoan trang, trên đầu đeo lễ chế bảo quan của hoàng hậu, vô cùng ung dung hoa quý, nếu không nói, ai biết nàng ta xuất thân thương nhân. Hoàng đế mặc minh hoàng thường phục, hành động hơi chậm chạp, sắc mặt cũng kém hơn so với mấy ngày trước, nhưng bởi vì tâm tình tốt, mặt mũi cũng nhuộm ý cười, vì vậy, cả người cũng tinh thần. Đi theo sau lưng hoàng đế là đại tướng quân Tiêu Kiêu và An Thân Vương. Hai người đều là ngân giáp không đổi, phong trần, mặt mũi đã thanh tẩy, nhưng tang thương khó nén. Trên mặt An Thân Vương có chút vết thương, đã hết bệnh, chẳng qua là lưu lại dấu vết mờ mờ, hơi khác biệt với Ôn Tú Thanh Tuyển ngày xưa, lộ vẻ sơ cuồng ngang ngược. Tiêu Kiêu vẫn trầm ổn nội liếm, nhưng bởi vì chiến khí không tán, luôn để cho người khác cảm thấy ác liệt. Khi bọn họ vào kinh thành, hoàng thượng lập tức tuyên chỉ để cho bọn họ vào cung, không để cho bọn họ âm thầm gặp mặt bất kỳ ai, thậm chí ngay cả trong phủ cũng chưa quay lại. Hôm nay hai người thấy Mộ Dung Khanh, cũng chỉ hơi gật đầu. Trăm quan ra mắt, ba hô vạn tuế, bầu không khí rất nhiệt liệt. Hoàng đế cười chúm chím để mọi người vào tiệc, lại chúc rượu công thần. Ổn định tiên ti, Bắc Mạc bên kia cũng coi như là tạm thời ngưng chiến, trong đầu hoàng đế quả thực là buông lỏng rất nhiều. Cũng cảm thấy trước kia hành sự hơi thiên lệch. Vì vậy, dựa qua ba tuần, hắn kéo tay Mộ Dung Khanh, mặt đầy vui mừng nói với trăm quan, năm đó khi tiên đế vẫn còn đã đối với lão thất khen có thừa, nói hắn thông mẫn rộng rãi, mang lòng hiền đức, là đại tướng tài, ngày sau sẽ là cánh tay phải cánh tay trái của trẫm. Hôm nay, lão thất quả nhiên không phụ tiên đế kỳ vọng, vì triều đình Đại Chu lập được công lao to lớn. Một bộ phận lão thần tử ở đây, thậm chí hoàng gia lớn tuổi đồng lứa, tỷ như đám người Việt Đông Vương đều biết tiên đế đối với Mộ Dung Khanh đúng là coi trọng có thừa, hơn nữa, đã từng muốn lập Mộ Dung Khanh làm thái tử. Dĩ nhiên, Mộ Dung Khanh không phải đích tử cũng không phải là trưởng tử, lập hắn cũng không có tiền lệ, cộng thêm lúc đó thái tử hôm nay là hoàng thượng cũng hết sức xuất sắc, tiên đế không kiên trì nữa. Hoàng đế dưới sự kích động, nói có chấm một ngày, tuyệt đối không hoài nghi nhiếp chính vương, cũng không tước vị nhiếp chính vương. Hắn và trẫm giống nhau, cùng thống trị Giang Sơn Đại Chu. Mộ Dung Khanh nghe lời này, mặt mũi kính cẩn, nhưng đáy mắt hơi lạnh. Thổi phồng hắn như vậy là muốn làm gì? Cùng thống trị Giang Sơn Đại Chu, không tước vị nhiếp chính vương, có thể sao? Nam Hoài Vương tối nay vẫn luôn không lên tiếng, lúc uống rượu thì uống rượu, khi Hoàng thượng nói chuyện,
hắn ta lẳng lặng lắng nghe, giống như một người tàng hình. Tâm trạng hoàng thượng càng dâng cao, đang muốn truyền vũ cơ lại nghe bên ngoài truyền tới tiếng kinh hoàng huyên náo, mơ hồ có thể nghe được tam hoàng tử hô, Hạ Lâm chết rồi, Hạ Lâm chết rồi. Hoàng đế chợt đứng dậy, thần sắc đại biến. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy tam hoàng tử đã sụi lơ trên đất, mặt tái nhợt, trong miệng rêu rao lung tung, thật đáng sợ, ta đi thăm hắn, hắn vừa nói hai câu, bỗng nhiên hộc máu chết. Nô tài bên người hắn dùng sức che miệng hắn lại, muốn kéo hắn đi. Nhưng tam hoàng tử giống như bị kinh sợ, liều mạng giãy giụa, khóc lớn hô to. Lộ công công bên người hoàng đế bước nhanh đi tới, cả giận nói, còn không mau đưa tam hoàng tử về. Đâu còn muốn hay không? Chương 727, thành công cứu Hạ Lâm ra. Mộ Dung Khanh kinh nghi nói, hắn nói là Hạ Lâm. Hạ Lâm sao rồi? Hoàng đế vốn định che giấu, nhưng Hạ Lâm đối với hắn rất quan trọng, nếu thật sự xảy ra chuyện, hắn nhất định phải lập tức tuyên ngự y đến. Vì vậy, cũng không để ý những thứ khác, nói, bãi giá. Mộ Dung Khanh và Lương Vương Dạ Vương trao đổi ánh mắt, cũng đều đi theo. An Thân Vương cũng đứng lên muốn đi chung, hắn biết, Đan Thanh huyện chúa hiện giờ ở trong cung Hy Vi, hắn muốn gặp nàng. Bởi vì Hạ Lâm là em vợ của Mộ Dung Khanh, hoàng đế không thể nào ngăn cản Mộ Dung Khanh đi qua được. Nhưng bởi vì có Tần Châu, hắn phân phó hai người Dạ Vương và Lương Vương chiếu cố tân khách, hắn đi một lát sẽ trở lại. Trong lòng hắn gấp gáp, nhất thời cũng không tìm tòi nghiên cứu Hạ Lâm sao bỗng nhiên xảy ra chuyện, khi Loan Giá khởi hành, hắn hạ lệnh, đi truyền ngự y, tất cả ngự y đều gọi đến cho trẫm. Đoàn người đến cửa cung Hy Vi đã nghe thấy tiếng Đan Thanh huyện chúa khóc, trong lòng hoàng đế trầm xuống, lập tức nói, gọi Chiêu Quý Phi đến. Dạ, Lộ công công vội vàng sai người đi mời. Đi vào phòng ngủ của Hạ Lâm thì thấy Đan Thanh huyện chúa đã khóc sưng mắt, Hạ Lâm nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, không một tiếng động, bên môi có dấu vết máu đã lau, mép giường cũng có một bãi máu tươi đỏ thẫm. Liên Thúy Ngữ thấy hoàng đế đi vào, khóc quỳ xuống, hoàng thượng, cầu ngài mau cứu Lâm Nhi. Hoàng đế thấy bà ta khóc thê thảm, trong lòng trầm xuống, môi cũng hơi run run, đi tới, mặt mũi Hạ Lâm tái nhợt phải không có một chút huyết sắc. Ngự y đâu, ngự y đâu, hoàng đế hô, trong lòng đã rối loạn không còn chừng mực. Ngự y cơ hồ là bị cấm quân sách tới, tất cả ngự y đều tới, viện sử cũng ở đây, vừa tiến lên trần trị, đều trắng mặt. Viện sử môi run run một chút, nói, hoàng thượng, Hạ công tử đã tắt thở. Liên Thúy Ngữ nghe vậy, lại che mặt khóc lóc. Bắp thịt trên mặt hoàng đế run lên mấy cái, đáy mắt cuồng nộ, một đám phế vật, trước kia các ngươi không phải nói hắn không việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày sao? Sao bỗng nhiên lại chết rồi? Cái này, Hạ công tử trước kia đúng là khí huyết hao tổn, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ tốt lên, Mạch tượng biểu hiện, hắn cũng không đáng ngại. Không ngờ rằng, viện sử chán rỉ ra mồ hôi hột, ở trước cặp mắt cuồng nộ của hoàng đế, thanh âm hắn càng nhỏ. Tôn Phương Nhi kịp thời tới, nàng ta bước nhanh đến, nhìn thấy tình cảnh này, cũng mặt mũi biến sắc, thanh âm cũng run run, tại sao có thể như vậy? Nàng ta sờ gò má Hạ Lâm, môi, hơi thở, lại bắt mạch, cả kinh thất xác, trời ạ, hoàng thượng, mau tìm Dạ Vương tới. Dạ Vương, hoàng đế ngẩn ra. Tôn Phương Nhi nói, chỉ có Dạ Vương có thể tìm được An Nhiên Lão Vương gia. An Nhiên Lão Vương gia y thuật đã là xuất thần nhập hóa, có người truyền rằng hắn có thể cải tử hồi sinh. Tinh thần hoàng đế chấn động, vội vàng nói, mời Dạ Vương. Bên kia, An Thân Vương đỡ Liên Thúy Ngữ dậy, Liên Thúy Ngữ vẫn đang khóc, vô cùng thương tâm. Dạ Vương nhanh chóng chạy tới. Cửu đệ, An Nhiên Lão Vương gia kia giờ đang ở đâu? Có thể mời hắn lập tức vào cung không? Thanh âm của hoàng đế đã không che giấu được hoảng loạn. Hồi hoàng thượng, An Nhiên Lão Vương gia hiện giờ ở Hàn Sơn, qua lại một chuyến mời hắn, tiêu phí giờ, còn không bằng, trực tiếp đưa Hạ Lâm đến Hàn Sơn, có lẽ có thể đoạt lại một mạng. Dạ Vương nói, hoàng đế hơi do dự một chút, đưa đến Hàn Sơn. Dạ, An Nhiên Lão Vương gia quả thật có năng lực cải tử hồi sinh, nhưng cũng phải chú ý, lúc trước từng nghe hắn nói, nếu như đã chết hơn 6 giờ thì thần tiên khó cứu. Giờ đi Hàn Sơn, nếu ngựa chiến ra roi, lại ra lệnh mấy tên cấm quân võ công cao cường đưa lên núi, hẳn tới kịp. Mộ Dung Khanh nói, đường Hàn Sơn không tính là xa xôi, chẳng qua là leo lên núi hao phí thời gian. Hoàng đế nghe do cấm quân đưa lên thì trầm tư một chút. Dạ Vương vội la lên, hoàng thượng, cần sớm quyết định, hao phí thêm một khắc,
Hạ Lâm lại bớt một phần hy vọng được cứu sống. Hoàng đế vẫn không quyết định được, chốc lát, hắn hỏi, nếu phái người đi mời, cả đi cả về đại khái cần bao nhiêu giờ? Dạ vương nói, cả đi cả về coi như đuổi kịp, nhưng nếu không có hàn trì của Hàn Sơn, chỉ sợ cũng lãng phí một lần đi. Hàn trì. Đúng, hàn trì trên núi Hàn Sơn, ao nước ngàn năm tuyết đọng nhỏ xuống mà thành, lão vương ra nói, ao nước này hội tụ thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, là mấu chốt cải tử hồi sinh. An nhiên lão vương gia thật có thể cải tử hồi sinh. Nhưng hắn cũng không có cách nào với bệnh của trẫm. Hoàng đế không khỏi tâm có hoài nghi. Dạ vương nhẹ giọng nói, hoàng thượng là đế quân trên mặt đất, há có thể để một vương gia sửa đổi số mạng. An nhiên lão vương gia cũng không phải là không có cách nào, chỉ là không dám. Hoàng đế hơi không vui, chẳng lẽ trời cao chỉ ý muốn trẫm chết sao? Hoàng thượng, mệnh của ngài là do trời xanh và ngài tự quyết định, ngài có thể thay đổi, người ngoài lại chưa chắc có thể thay đổi. Phen lý luận thần côn này của Dạ vương nhìn như hoang đường, nhưng lại vừa lòng hoàng đế. Tôn Phương Nhi thấy hắn như lộ vẻ động dung, phúc người nói, hoàng thượng, có thể rời bước nói chuyện được không? Con người màu mực của hoàng đế nhìn Tôn Phương Nhi, đáy mắt có cảm xúc phức tạp khó tả. Chốc lát, hắn xoay người đi ra ngoài, Tôn Phương Nhi vội vàng đi theo ra ngoài. Ra ngoài điện, Tôn Phương ước lượng xung quanh, đi lên nói, hoàng thượng, máu của Hạ Lâm cực kỳ quan trọng, nếu hắn chết, hoàng thượng cho dù có thể sử dụng cổ độc trừ bệnh, nhưng cuối cùng sẽ bị cổ độc cắn trả. Không còn cách nào khác sao? Hoàng đế hỏi. Thần thiếp bất lực, quả thực không nghĩ ra cách nào khác. Tôn Phương Nhi vẻ mặt bất lực. Hoàng đế nhìn đèn gió trước dương giác hành lang, ngọn lửa ở đáy mắt cũng lúc sáng lúc tối. Cuối cùng, hắn mở miệng, trước khi đi lên, có thể để thần trùng hút máu hắn lần nữa không? Thân thể Tôn Phương Nhi từ từ buông lỏng, nhưng hoàn mỹ che giấu lại có thể. Người đi làm, sau khi làm xong để Dạ vương nhanh chóng mang đi. Hoàng đế nói. Dạ, Tôn Phương Nhi phúc thân cáo lui. Bình lui tất cả mọi người, Tôn Phương Nhi nhanh chóng lấy cổ trùng ra, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hạ Lâm, nhẹ giọng nói, đây là một lần cuối cùng, sau lần này, người phải sống thật tốt. Hắn thật sự chỉ là đứa bé. Trong lòng Tôn Phương Nhi lại có chút không nỡ, Hạ Lâm là tia ấm áp duy nhất của nàng ở cung Hy Vi, sau khi hắn đi, cung Hy Vi này tuy đang mùa hè, cũng làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Hạ Lâm bị Dạ vương nhanh chóng đưa ra cung, hoàng đế phái cấm quân đi theo, cho nên người nhất định phải đưa đến trên núi Hàn Sơn. May mắn, trên đường có thể cho giải dược, bởi vì người của Dạ vương đi nhanh hơn chút, cấm quân chỉ là theo chân, cũng không thể thấy Hạ Lâm trong xe ngựa. Khi lên núi, Dạ vương tự mình cõng hắn, cấm quân không theo kịp. Đến trong núi, hắn sẽ báo cho cấm quân biết, lão vương gia không cho phép bất kỳ người tiến vào địa giới núi Hàn Sơn, bọn họ hoặc là trở về, hoặc là ở dưới núi chờ. Người chỉ cần cứu ra ngoài thì không thể nào đưa về nữa. Muốn từ trong tay Dạ vương hắn cướp người, thiên vương lão tử tới cũng không được, trừ phi, Hồ Hạnh Nhi tới. Chương 728, điều kiện trao đổi. Khánh công yến trong cung còn đang tiến hành, nhưng tâm trạng hoàng đế đã không còn vui như trước nữa. Nếu quả thật Hạ Lâm chết, hắn biết hắn cũng không thể sống quá lâu. Tôn Phương Nhi từng nói cổ độc sẽ cắn trả, coi như cổ độc có thể tạm thời chữa được bệnh của hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn sẽ chết bởi cổ độc. Đại thần không biết nội tình thấy hoàng thượng bởi vì em trai của Hạ Thương Mai chết mà thất hồn lạc phách như vậy đều hết sức khó hiểu. Coi như hoàng thượng coi trọng Nhiếp Chính Vương cũng không thể vì em trai vợ hắn mà mất mát như vậy. Lại uống mấy ly rượu nữa, hoàng đế lấy lý do trong người khó chịu rời đi đầu tiên. Hoàng đế đi rồi, khánh công yến tự nhiên cũng giải tán. Tiêu Kiêu cơ hồ là lập tức đứng dậy, chiến bào vừa nhấc người đã ra khỏi điện vạn thọ. Mộ Dung Khanh đuổi theo, nói tráng tráng ở vương phủ. Tiêu Kiêu mi mắt nhăn một cái, tại sao lại ở vương phủ? Thương Mai xảy ra chuyện. Ánh mắt Mộ Dung Khanh ám trầm, đi thôi, trên đường nói. An thân vương đâu? Tiêu Kiêu hỏi. Hắn ở cung Hy Vi. Mộ Dung Khanh bổ sung một câu, lúc hoàng thượng đi, hắn đã đi theo, hẳn là đến cung Hy Vi. Mấy tháng chia xa, khổ tương tư, đâu phải gặp mặt là có thể hóa giải được. Hoàng thượng, sợ là sẽ không để cho hắn gặp, Tiêu Thác sắp tới gần, nói. Tiêu Kiêu nhìn Tiêu Thác, dùng ánh mắt hơi nghiêm khắc. Tiêu Thác luôn luôn sợ đại ca này, vừa thấy ánh mắt hắn lạnh lùng, trong đầu nhất thời nhanh chóng chuyển động, gần đây hắn đã làm sai điều gì? Không có,
thứ nhất không nhìn phụ nữ đàng hoàng tắm, thứ hai không ăn trộm gà trộm chó, vì vậy, lưng lại đứng thẳng lên. Tiêu Kiêu lại nói, ngươi không đi theo đến Hàn Sơn, ở chỗ này làm gì? Tiêu Thác nhất thời thấp xuống nửa đoạn, Dạ Vương có rất nhiều người. Ngươi cũng nên đi theo, cấm quân ít nhiều cũng nghe lời ngươi. Tiêu Kiêu nói, vậy thì ta đi, Tiêu Thác ảo não rời đi. Hai người đang muốn xoay người thì thấy Tần Châu cũng theo kịp, đi theo bên người Tần Châu là mặt gỗ vạn năm A Cảnh. Vương gia, trở về phủ, Tần Châu hỏi. Đúng vậy, quận vương gia, Mộ Dung Khanh nghĩ cũng biết nàng muốn làm gì. Cùng đi, Tần Châu hỏi, nhưng giọng lại không cho cự tuyệt. Tiêu Kiêu nhấc nghi, Tần Đại Tướng Quân. Tiêu Đại Tướng Quân, ngưỡng mộ đã lâu, Tần Châu nhìn chiến tướng trước mắt, cả người khí tức lạnh lùng, quả thực là một nhân vật xuất sắc. Ngưỡng mộ đã lâu, Tiêu Kiêu ngắn gọn nói. Ngưỡng đủ thì đi đi, Mộ Dung Khanh chắp tay sau lưng, đã đi mấy bước. Đoàn người đều đi vương phủ. Tráng Tráng vẫn luôn canh giữ ở bên người Thương Mai, sau khi Mộ Dung Khanh đi, Thương Mai lại bắt đầu rơi vào ác mộng, vẫn luôn đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi bất an, hai quả đấm nắm chặt. Tráng Tráng định rót chút canh, nhưng lần này lại rót không vào, chảy hết ra khóe miệng. Ai, vậy phải làm sao bây giờ? Nước mắt Tráng Tráng rơi xuống, nhìn về phía Hồ Hạnh Nhi. Hồ Hạnh Nhi luôn luôn đa mưu túc trí, nhưng lần này lại không có cách nào. Nàng cũng ngồi ở mép giường, nghe Thương Mai nói mớ, người ngoài có lẽ nghe không hiểu, nhưng nàng có thể nghe hiểu. Trừ miệng nàng kêu lão thất gia, còn lẫn vào chút chuyện của kiếp trước. Cao Tăng cũng không thể ra sức, Nhu Giao, người có thể có biện pháp. Hồ Hạnh Nhi lại nhờ Nhu Giao giúp đỡ. Nếu có biện pháp, ta sớm đã dùng. Nhu Giao ngồi xuống, vừa mệt mỏi vừa lo lắng. Tiểu Khuyên bước nhanh báo lại, công chúa, vương gia trở lại, đại tướng quân cũng tới. Tráng Tráng ngẩng đầu, thấy gương mặt Tiểu Khuyên hồng hồng nhìn nàng. Mọi người cũng đều dùng ánh mắt khích lệ nhìn nàng. Mọi người trong lòng lo lắng Thương Mai, nhưng cũng vui mừng cho nàng. Tráng Tráng đứng lên, bước chân mềm mại, nàng tùy tiện chỉnh sửa một chút tóc tai, lại chỉnh sửa một chút xiêm áo, đi ra ngoài. Đêm đã khuya, ánh trăng như lụa, gió nhẹ nhẹ, thổi ngọn cây xào xạc. Khi Thương Mai bị bệnh, Mộ Dung Khanh sai người đốt sáng tất cả phong đèn trong sân, trên cây treo đèn lồng, hắn nói muốn viện hòa húc sáng như ban ngày, như vậy, Thương Mai cũng sẽ không sợ ác mộng và bóng tối. Tất cả ánh sáng chiếu vào mi mắt Tráng Tráng, nước mắt mơ hồ ánh lên, người trong mộng từ từ đi tới. Nàng cơ hồ không thấy rõ, nhưng biết là hắn. Gầy đi rất nhiều, đen đi rất nhiều, tang thương hơn nhiều, già rồi, nhưng khó nén khí độ cuồng ngạo. Người thiếu niên trong ký ức kia đã sắp 30 rồi. Bên người có thật nhiều người, nhưng nàng chỉ thấy hắn. Bóng dáng cao lớn bao phủ lên nàng, ánh sáng ở sau lưng hắn mông lung như ánh chiều tà vậy. Ta trở về rồi, hắn nói. Thanh âm trầm thấp, ôn nhu, lưu luyến, giống như vượt qua thời gian, đột nhiên đi tới trước mặt nàng. Ừ, nàng nói. Thanh âm nghẹn ngào, lại không nặn ra được một câu, bốn tròng mắt nhìn nhau, cũng rơm rớm. Hai người không khóc, lại làm cho người nhìn rơi lệ. Hồ Hạnh Nhi và Nhu Giao xoay người, lau đi nước mắt ở khóe mắt, cùng đám người Mộ Dung Khanh Tần Châu vào phòng, để lại thời gian không gian cho bọn họ. Sinh ly tử biệt, vốn tưởng rằng cuộc đời này không còn gặp lại. Bọn họ có quá nhiều lời muốn nói. Nhưng ngay khi đám người Mộ Dung Khanh xoay người đi vào, lại thấy Vương Tuấn bước nhanh đi vào. Hắn đi nhanh đến bên người Mộ Dung Khanh, nói, vương gia, Nam Hoài Vương tới. Thần sắc Mộ Dung Khanh trong chốc lát lạnh đi, sau đó nói, không gặp. Vương Tuấn nhẹ giọng nói, hắn mang tới một người, nói có thể làm cho Vương Phi tỉnh lại. Ánh mắt Mộ Dung Khanh đột nhiên lóe lên, người nào? Là Thương Khâu bên người hắn. Là hắn ta, Mộ Dung Khanh nheo mắt lại, hàn quang bao phủ. Tần Châu nói, nếu có người có thể cứu Thương Mai tỉnh lại thì mời vào đi. Nhu Giao nói, đúng, có thể làm cho Thương Mai tỉnh lại, bất kể là người nào, cũng mời vào trong trước đã. Mộ Dung Khanh trầm giọng nói, mời bọn họ vào. Dạ, Vương Tuấn lĩnh mệnh rời đi. Tráng Tráng và Tiêu Kiêu đi vào, ở cửa bọn họ đã nghe thấy, Tráng Tráng đi vào nói, có sợ có bẫy không? Mộ Dung Khanh nói, mấy cặp mắt nhìn chằm chằm, không tin hắn có thể chơi ra dạng gì. Đây cũng là, chẳng qua là, Thương Khâu này có chút. Làm cho người khác không đoán ra, trước khi rời kinh, chủ tớ bọn họ đã ăn một lần thua thiệt, lần này là phản kích.
bất kể là cái gì, tóm lại không phải là tốt bụng. Khi đang suy đoán đã thấy Vương Tuấn dẫn Nam Hoài Vương và Thương Khâu đi vào. Nam Hoài Vương đi tới trước mặt Tráng Tráng, kính cẩn hành lễ, ra mắt tiểu cô. Ừ, Tráng Tráng nhìn chằm chằm hắn ta, một thời gian không gặp, hắn ta gầy đi rất nhiều. Thương Khâu cũng lên trước hành lễ từng người một. Ánh mắt Mộ Dung Khanh khóa ánh mắt hắn ta lại, người không biết Vương Phi là bệnh gì, sao mở miệng ra nói bừa nói có thể cứu nàng. Trong lòng Thương Khâu đã có dự tính nói, bẩm Vương gia, tại hạ tuy không tinh thông y thuật bằng Vương Phi, nhưng cũng nghe nói Vương Phi bị vây khốn trong mộng, tại hạ biết là chuyện gì xảy ra. Đó là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Khanh hỏi. Thương Khâu nói, mộng là trong lòng loạn, vây khốn trong lòng, buồn bực không phát ra được, là nặng nề của suy nghĩ, cũng là tinh thần u ám, sẽ đưa đến bực mình không thông, khí huyết bế tắc, từ đó thần trí bị kẹt, mới có thể không tỉnh lại được. Chữa trị thế nào? Mộ Dung Khanh nghe lời giải thích này cũng không hiểu, hắn chỉ cần biết cách cứu Thương Mai tỉnh lại. Nam Hoài Vương bước lên, thất ca, thất tẩu có thể tỉnh lại, nhưng đệ có một thỉnh cầu. Chương 729, Hoàn Hồn Đan của Thương Khâu. Mộ Dung Khanh nhếch môi thoáng cười châm chọc, người muốn ra điều kiện với bản vương. Đúng, thái độ của Nam Hoài Vương kính cẩn nhưng vẫn có phần tự tin. Nói, Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói. Nam Hoài Vương thấp hơn Mộ Dung Khanh, nên dù có ưỡn ngực muốn nghiền ép hắn trên phương diện khí thế thì rõ ràng đã không thành công, ta muốn về Nam Quốc. Người muốn về Nam Quốc thì xin Hoàng thượng ân chuẩn là được. Hoàng thượng sẽ rất vui với yêu cầu này của ngươi đấy. Mộ Dung Khanh nói. Nam Hoài Vương cười chế nhạo, đó là trước đây thôi. Nhưng bây giờ ông ta sẽ không cho ta trở lại nữa. Ngươi dùng trăm phương nghìn kế muốn ở lại kinh thành, sao bỗng nhiên lại muốn quay về Nam Quốc? Nam Hoài Vương cười buồn bã, bây giờ ta ở lại kinh thành còn có tác dụng gì? Ta bị giam lỏng, đừng nói tới chuyện gì khác, ngay cả ra khỏi cửa cũng không được. Trước đó đưa hắn ta về là vì hắn ta có đủ điều kiện mưu phản, tuy nói không quá tốt nhưng nếu cố ra sức đánh một trận thì vẫn có thể khiến Đại Chu dung chuyển vài lần. Khi đó, triều đình cũng không có đủ người đi ứng phó. Cho nên, Hoàng thượng giữ hắn ta ở lại kinh thành, thứ nhất là trông chừng hắn ta, thứ hai là kiềm chế Mộ Dung Khanh. Nhưng hôm nay lại khác, dân tộc Tiên Bi bị đánh lui, chiến sự với Bắc Mạc cũng dừng. Loạn ngoài không còn, đã đến lúc phải xử lý tới loạn trong. Hoàng thượng đã có thể rảnh tay đi đối phó với Mộ Dung Khanh, không cần quân cờ là hắn ta nữa. Trước khi tiêu diệt Mộ Dung Khanh, hắn ta sẽ chết trước. Nếu hắn ta trốn được về Nam Quốc, ít nhất còn có cơ hội sống. Tiếp tục ở lại trong kinh thành, hắn ta chắc chắn phải chết. Mộ Dung Khanh im lặng suy nghĩ một lát mới nói, bản vương hứa với ngươi, chỉ cần Thương Mai tỉnh lại, bản vương sẽ vào cung thỉnh tấu Hoàng thượng, chấp thuận cho ngươi quay về Nam Quốc. Nam Hoài Vương thở phào nhẹ nhõm, chắp tay thi lễ, cảm ơn thất ca. Thương Khâu lấy từ trong người ra một bình sứ và đổ ra hai viên, tự mình nuốt một viên khác giao cho Mộ Dung Khanh, đây là hoàn hồn đan do ta nghiên cứu ra. Ngươi nghiền nó thành bột và cho vương phi ăn, không đến một canh giờ. Vương Phi sẽ tỉnh lại. Nếu có độc, hai ngón tay Mộ Dung Khanh bóp viên thuốc, ánh mắt lạnh chẳng khác nào trụ băng trước mái hiên giữa ngày đông buốt giá, bản vương sẽ chém các ngươi thành vạn mảnh, cho năm ngựa xé xác. Vương gia có thể giữ chúng ta ở đây đến khi Vương Phi tỉnh lại. Ta cũng uống thuốc rồi, Thương Khâu không sợ nói. Mộ Dung Khanh lại không phải là người dễ nói chuyện như vậy. Hắn quay đầu nhìn Nhu Dao, người lấy hai viên thuốc độc trong hòm thuốc của Thương Mai cho bọn họ ăn. Nếu nàng ấy không sao thì cho bọn họ giải dược. Trong hòm thuốc của Thương Mai có ít thuốc độc do Hạ Lâm cho trước đó. Nhu Dao biết là loại nào, cho nên lập tức mở hòm thuốc của Thương Mai, lấy ra hai viên thuốc độc đen xỉ đưa cho Mộ Dung Khanh. Nam Hoài Vương và Thương Khâu thậm chí không nhìn, cầm lấy một viên và nuốt luôn. Mộ Dung Khanh thấy bọn họ sảng khoái như vậy thì không do dự nữa, bảo Nhu Dao nghiền thuốc thành bột cho cô uống. Không phải chúng độc cũng không phải bị bệnh. Lại có thể dựa vào một viên gọi là hoàn hồn đan mà khỏe lại, trong đó chắc chắn có bí mật. Trong lòng Mộ Dung Khanh thầm hiểu, Nam Hoài Vương và Thương Khâu cũng biết hắn hiểu, nhưng bọn họ không sợ. Đây là giao dịch. Đã là giao dịch thì không thể công bằng tuyệt đối. Không cần chờ đến một canh giờ, chỉ khoảng nửa canh giờ, mí mắt Thương Mai đã bắt đầu động đậy. Thương Mai. Mộ Dung Khanh vẫn ngồi ở bên giường trông cho cô, vừa thấy cô có động tĩnh thì vội vàng kêu to. Thương Mai chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hơi rời rạc.
Cô bình tĩnh nhìn Mộ Dung Khanh một lát, sau đó lại nhìn những người khác rồi yếu ớt hỏi, sao nhiều người vậy? Nhu Giao, Mộ Dung Khanh vội vàng gọi Nhu Giao qua bắt mạch cho cô. Nhu Giao chen qua, cầm lấy cổ tay Thương Mai bắt mạch một lúc, lại kiểm tra mắt và đầu lưỡi xong, mới thở phào nhẹ nhõm nói, mạch tượng ổn định hơn trước rất nhiều rồi. Thương Khâu và Nam Hoài Vương nhìn nhau nhưng không hề lộ ra cảm xúc gì. Lão Bát, Mộ Dung Khanh đứng lên, nghiêm mặt nhìn hắn ta, đây là lần cuối cùng bản vương tha cho ngươi. Nhưng trước khi ngươi đi, tốt nhất hãy cho bản vương một lý do thật tốt, giải thích xem vì sao hoàn hồn đan của ngươi có thể cứu được Thương Mai. Nam Hoài Vương thản nhiên nói, Thất Ca không cần nghi ngờ. Bản vương dám thề với trời là không phải do bản vương hạ độc. Ta chỉ trùng hợp biết được thôi. Ai? Nam Hoài Vương lắc đầu, Thất Ca tự mình điều tra đi. Tóm lại không phải là ta. Nếu là ta sẽ không dám đây. Nếu bản vương điều tra ra được là ngươi, cho dù ngươi có trở về Nam Quốc, bản vương vẫn có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Mộ Dung Khanh ngoan độc nói. Nam Hoài Vương hoàn toàn không sợ hãi, chỉ lui lại một bước và chắp tay nói, bản vương sẽ đợi tin tức tốt của Thất Ca. Đưa giải dược cho hắn, thả cho bọn họ đi. Mộ Dung Khanh nói với Nhu Giao. Nhu Giao lấy giải dược từ trong hòm thuốc ra và đưa cho Thương Khâu. Hắn ta nhận lấy, cảm ơn huyện chúa đã ban thuốc. Hai người lại chắp tay thi lễ rồi rời đi. Thương Mai thấy vậy thì bối rối, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô chống người dậy, Mộ Dung Khanh bước nhanh qua đỡ cô, nhíu mày nói, không nên cử động, nàng tạm thời nằm xuống đã. Thương Mai nói, không sao, ta không sao, ngủ đủ rồi. Cô nhìn lướt qua xung quanh, thấy Tiêu Kiêu ở trong phòng thì không khỏi ngẩn người, ngươi về rồi à? Sao nhanh vậy? Nàng ngủ 3 ngày rồi, Mộ Dung Khanh nói. Thương Mai chấn động, ta ngủ 3 ngày à, có chuyện gì vậy? Nàng không nhớ gì sao? Mộ Dung Khanh lo lắng hỏi. Thương Mai cố gắng nghĩ lại, sau đó mở mịt nhìn qua, chúng ta đang mở tiệc khoản đãi Tần Châu, sau đó. Cô chợt nhìn về phía Hồ Hạnh Nhi và dừng lại, cô nhớ mình thấy Hồ Hạnh Nhi cầm điện thoại di động trong tay, đang không ngừng chụp ảnh. Cô đi tới thì phát hiện ra máy chụp hình trong tay nàng ta là chén rượu. Đám người thấy cô cứ nhìn Hồ Hạnh Nhi thì đều lần lượt nhìn nàng ta. Hồ Hạnh Nhi sửng sốt, sao vậy? Thương Mai biết mình gây ra hiểu nhầm nên vội vàng nói, lúc nãy ta đi về phía Hạnh Nhi, muốn uống với nàng một chén. Nhưng ta chợt phát hiện mình không cầm chén rượu tới. Ta vừa định quay đầu thì thấy trời đất quay cuồng. Sau đó, ta không nhớ gì nữa. Nàng đã hôn mê 3 ngày. Trong 3 ngày này, có phải nàng vẫn liên tục gặp ác mộng không? Mộ Dung Khanh đỡ cô, thấy trán cô vẫn còn lấm tấm mồ hôi thì giơ tay lau. Thương Mai chợt rùng mình, hoảng sợ gật đầu, đúng vậy, ta không ngừng gặp ác mộng, rất khủng khiếp. Thương Mai, người có nhớ trước đó cũng từng bị một lần như vậy không? Hồ Hạnh Nhi nhíu mày nói, ngươi làm sao vậy? Bản thân ngươi có biết không? Trước đó, Mộ Dung Khanh nhìn về phía Hồ Hạnh Nhi. Hồ Hạnh Nhi nói, chính là ngày ngươi từ Bắc Mạc trở về. Buổi trưa ta đến tìm Thương Mai thì Tiểu Khuyên khóc nói nàng làm mọi cách mà nàng ấy vẫn không tỉnh lại. Sau đó ta qua gọi nàng ấy rất lâu mới thấy tỉnh đấy. Mộ Dung Khanh nhíu mày, sao nàng không nói cho ta biết? Lúc đó ta cảm thấy không có chuyện gì lớn, Thương Mai còn hơi hoảng hốt, cô có ảo giác như bây giờ mình vẫn còn ở trong giấc mơ. Tất cả đều thật kỳ lạ. Vừa rồi Nam Hoài Vương và Thương Khâu ở đây, có chuyện gì xảy ra vậy? Thương Mai hỏi. Thương Khâu cho ngươi một viên hoàn hồn đan, ngươi mới tỉnh lại. Hồ Hạnh Nhi nói. Hoàn hồn đan, Thương Mai cảm thấy rất kỳ lạ, hắn biết ta bị bệnh gì sao? Hắn căn bản chưa từng khám và chữa bệnh cho ngươi, chỉ nói ngươi ăn thuốc vào sẽ tỉnh lại. Nhu Giao lại gần và hỏi, Thương Mai, ngươi cũng là đại phu, ngươi không biết mình đã xảy ra chuyện gì sao? Thương Mai lắc đầu, cười gượng nói, thầy thuốc có giỏi mấy cũng không thể tự chữa cho mình. Chương 730, giữ Nam Hoài Vương lại. Đêm khuya rồi, Thương Mai cũng đã tỉnh lại nên Mộ Dung Khanh yên tâm cho mọi người về nghỉ trước. Tráng Tráng nhìn Tiêu Kiêu và thở phào nhẹ nhõm, người về thật sự quá tốt rồi. Tiêu Kiêu chắp tay, cảm ơn Vương Phi đã nhớ thương. Ta không nhớ thương ngươi mà là người khác, Thương Mai cười nói. Tiêu Kiêu dịu dàng nhìn Tráng Tráng. Tráng Tráng khẽ nói, chúng ta đi thôi. Được. Tiêu Kiêu nói dịu dàng thoải mái không sao tả xiết. Thương Mai thấy hai người âu yếm nhìn nhau rồi cùng rời đi, cô cảm giác đó thật sự là một đôi thần tiên, trong lòng không khỏi hâm mộ. Tất cả mọi người đi rồi,
Mộ Dung Khanh ôm cổ Thương Mai và vùi mặt và trong tóc cô, hai cánh tay rắn chắc như thanh sắt siết chặt tới mức cô gần như không thở được. Thương Mai biết hắn sợ, mình ngủ mê man 3 ngày lại không biết là bệnh gì, đúng là đáng sợ thật. Cô vỗ nhẹ vào sau lưng hắn, khẽ an ủi, ta không sao. Mộ Dung Khanh thả cô ra và nghiêm túc nói, ta lặp lại một lần nữa, sau này bất kể nàng có xảy ra chuyện gì, trong lòng nghĩ gì đều phải nói với ta, không được che giấu. Ta biết rồi. Thương Mai nhìn hốc mắt sâu của hắn, sợ là mấy ngày qua đã làm hắn mệt muốn chết rồi. Cô không khỏi thấy ấm lòng. Cô chủ động kéo tay hắn, bảo đảm ta thề, sau này bất kể ta gặp phải chuyện gì, cho dù là ăn uống không tốt, ta đều sẽ nói cho người biết. Thương Mai, không có gì quan trọng hơn nàng. Mộ Dung Khanh vuốt ve gương mặt gầy guộc của cô. 3 ngày qua, cô chỉ uống nước cơm nên gầy rộc đi. Hắn nhìn thấy mà cực kỳ đau lòng. Yên tâm, ta sẽ không để cho mình xảy ra chuyện gì, sau này cũng sẽ không có. Cảm xúc của Thương Mai dâng trào, nhớ tới nghi ngờ vô của mình lúc trước lại cảm giác thật vô vị. Cô chợt ngẩng đầu lên, Tiêu Kiêu đã trở về, vậy bao giờ sẽ mở tiệc mừng công? Đã tổ chức vào tối nay rồi, nàng yên tâm đi. Mộ Dung Khanh ghé sát bên tai cô và khẽ nói, Lâm Lâm đã an toàn, lão cửu đã đưa hắn tới Hàn Sơn. Thật à, Thương Mai kích động nói. Ừ. Đưa đi Hàn Sơn chỉ là tạm thời thích ứng với thời cuộc thôi. Sau này, ta sẽ thu xếp cho hắn rời khỏi đây. Thương Mai gật đầu nói, đúng là nên cho đi. Hắn không thể ở lại trong kinh thành được, nhưng hắn có thể đi đâu được chứ? Ta đã có kế hoạch rồi. Mấy ngày tới, Hoàng Thúc sẽ trở về. Ta tính để Hoàng Thúc đưa hắn đi, tạm thời chăm sóc hộ. Việt Đông Vương à? Đúng vậy. Thương Mai yên tâm rồi. Việt Đông Vương là người có thể nhờ cậy được. Nếu hắn bằng lòng giúp, Lâm Lâm sẽ có người chăm sóc. Dù sao Hoàng thượng cũng không ngờ được Việt Đông Vương sẽ dẫn hắn đi. Lo lắng lớn nhất trong lòng đã được giải quyết, Thương Mai cuối cùng cũng vui mừng. Nhưng Mộ Dung Khanh lại không thể thả lỏng, bởi vì hắn còn chưa tìm được nguyên nhân khiến Thương Mai chìm vào giấc ngủ mãi không tỉnh lại. Hắn phái rất nhiều người đi điều tra ngay trong đêm, kiểm tra rõ ràng những kẻ đã tiếp xúc với Thương Mai trong mấy ngày qua. Hắn theo trực giác cảm thấy Thương Mai bị hạ độc, chỉ có điều không biết là độc gì. Ngay cả bản thân cô cũng không biết. Sau khi Dạ Vương đưa Hạ Lâm đến Hàn Sơn cho bé mập sún răng chăm sóc lại một mình quay về. Hắn vào cung phục mệnh, nói Lão Vương gia và Thái Hoàng Thái Hậu không cho phép hắn ở lại trong núi, nói nếu Hạ Lâm khỏi hẳn, sẽ gửi thư tới đón. Hoàng đế nghe Thái Hoàng Thái Hậu còn ở Hàn Sơn thì hơi giật mình, nhưng cũng không nói gì. Hoàng đế đã bình tĩnh lại. Ông ta cho gọi Tam Hoàng tử tới và hỏi rất nhiều điều. Tam Hoàng tử đã chuẩn bị sẵn từ trước nên không lộ ra sơ hở gì trong lúc nói chuyện. Trước đó, Tam Hoàng tử đúng là có đi Hy Vi cung tìm Hạ Lâm chơi. Là bạn bè thời thiếu niên, khi Hạ Lâm bị bệnh, hắn ta vào thăm cũng chẳng tìm được lỗi nào. Hắn ta chợt trầm mặt tìm Tôn Phương Nhi. Tôn Phương Nhi là một người giỏi nói dối, nhưng Hạ Lâm không ở trong Hy Vi cung sẽ chẳng có ích gì cho nàng ta. Thiếu máu của một người cũng chỉ có thể dùng máu của nàng ta để nuôi cổ. Người ích kỷ như thế sẽ chấp nhận hy sinh bản thân để giúp người khác sao? Còn là giúp một kẻ ngốc nữa. Cho nên, nghi ngờ của Hoàng đế đối với Tôn Phương Nhi nhanh chóng được loại bỏ. Sau khi Tiêu Kiêu trở về, bắt đầu chuẩn bị hôn lễ với Tráng Tráng. Vì Hoàng Thái Hậu mất chưa được 1 năm, tuy nói Tráng Tráng chỉ là gì nhỏ nhưng xuất phát từ lòng hiếu kính với người đã mất. Nàng ta cảm thấy vẫn nên chờ qua năm mới bàn chuyện cưới hỏi. Điều này lại hợp với ý của Hoàng đế. Ông ta thật sự có hơi e ngại Tiêu gia. Đặc biệt Tiêu Hầu gia cũng là người mới lập công trở về. Để bọn họ và Mộ Dung Khanh qua lại thân thiết, khó bảo đảm bọn họ sẽ không kết bè kéo cánh. Bây giờ Tráng Tráng trái lại không sốt ruột. Nàng ta không hy vọng Tiêu gia sẽ bị phán tội danh vì mình. Mộ Dung Khanh dâng thư, xin Hoàng thượng chấp thuận cho Nam Hoài Vương trở lại đất phong. Nhưng Hoàng đế đã có cảnh giác với Nam Hoài Vương, ông ta sẽ không dễ dàng thả hắn ta đi. Chẳng qua ông ta cũng không trực tiếp từ chối Mộ Dung Khanh, chỉ nói sẽ tìm cho Nam Hoài Vương một mối hôn sự, chờ hắn ta thành thân xong mới rời khỏi kinh thành, quay về Nam Quốc. Hoàng đế cướp nàng dâu của người ta, bây giờ đền lại một người cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng ai cũng biết đây chỉ là mượn cớ. Hoàng đế lại bận rộn vì chuyện này. Lệnh cho con gái của các quan viên ngũ phẩm trở lên phải vào cung tuyển tú. Lần tuyển tú này là chọn vương phi cho Nam Hoài Vương. Hơn nữa,
ông ta còn đưa phủ của Cần Vương triều trước cho Nam Hoài Vương, bảo bộ công bắt đầu trang hoàng. Bởi vì bên phía Nam Quốc khá gần với Việt Đông, cho nên cũng tạm thời đưa cho Việt Đông Vương quản lý. Như vậy cũng xem như thu lại đất phong của Nam Hoài Vương. Bây giờ người Nam Quốc vẫn xem Nam Hoài Vương là thổ hoàng đế, nhưng sau khi Việt Đông Vương quản lý mấy năm, lòng người sẽ lại quy thuận Việt Đông Vương. Hoàng đế tính kế rất khéo. Ông ta không chính thức thu hồi Nam Quốc, chỉ tạm thời giao quyền cho Việt Đông Vương. Quản lý, Nam Hoài Vương có tài lớn được giữ lại trong kinh thành. Bởi vậy, không ai sẽ bênh vực Nam Hoài Vương nữa, ngược lại cảm thấy hắn ta sắp một bước lên mây. Thôi đại nhân được đề bạt làm thừa tướng và chuyển vào nội các chính. Thôi đại nhân rất tin cậy Mộ Dung Khanh nhưng không hoàn toàn quy thuận hắn, cũng chưa nói gì tới chuyện này. Ông ta là quan viên nòng cốt của Đại Chu, bởi vậy hoàng đế tính lôi kéo ông ta trước. Hoàng đế muốn từng bước suy yếu quyền lực của Mộ Dung Khanh. Hơn nữa, hắn là một nhiếp chính vương không có chức vụ nào khác, hoàng đế bây giờ đang khỏe mạnh, cũng nắm triều chính, vị trí của nhiếp chính vương sẽ càng yếu hơn. Nhìn hắn như có thể quản được tất cả, nhưng quyền lực thật sự của hắn đã chính thức chuyển cho hoàng đế. Hắn chỉ được xem như là một người rảnh rỗi. Người sáng suốt trong triều đều có thể thấy rõ được điều này. Nhưng Mộ Dung Khanh sẽ không thất thế nhanh như vậy. Bởi vì, mạng lưới quan hệ và công lao của hắn không dễ mất hết trong thời gian ngắn được. Nam Hoài Vương từng tới chơi một lần, u oán nhìn Mộ Dung Khanh và nói vài câu, sau đó dẫn Thương Khâu đi. Mục đích hắn ta tới đây là nói cho Mộ Dung Khanh biết, ngươi nợ ta một ân tình, ta đã cứu vương phi của ngươi, ngươi còn chưa làm cho ta quay về đấy. Mộ Dung Khanh giả ngây, bảo hắn ta giao ra kẻ hạ độc. Ngươi nói ta nợ ngươi một ân tình, ngươi cũng chưa làm tốt chuyện giúp ta đâu. Trước khi Nam Hoài Vương đi có nói với Mộ Dung Khanh, bây giờ Thất Ca xử sự càng khéo đưa đẩy hơn. Mộ Dung Khanh cũng lặng lẽ nói với hắn ta, ừ, ta học theo ngươi đấy. Tiếp theo còn phải học co được giãn được của ngươi nữa. Nam Hoài Vương gân cổ lên như đang cố nuốt những lời của hắn xuống. Chương 731, Người phụ nữ thông minh. Lam Nhược Các. Uyển Tĩnh đã định nói với Thương Mai là mình muốn chuyển ra khỏi Lam Nhược Các. Bây giờ nàng ta như hạ nhân trong phủ thì nên ở như hạ nhân, chứ không phải ở trong Lam Nhược Các sang trọng như chủ nhân thế này. Uyển Tuệ nghe nàng ta muốn chuyển ra ngoài thì hơi tức giận, con người ngươi, ta cũng không biết nói ngươi thế nào nữa. Ta đã từng thấy có người cố gắng leo lên cao, chứ chưa từng gặp ai cố gắng chạy đi làm nô tài hết. Lam Nhược Các này có gì không tốt chứ? Ngươi ở đây, tốt xấu gì còn có người hầu hạ. Mà Hạ Thương Mai cũng không bảo ngươi chuyển đi, ngươi cần gì phải đòi cho bằng được. Uyển Tĩnh thản nhiên nói, không phải ta cố gắng đi làm nô tài, mà ta đã thành nô tài. Đừng nói ta không phải làm chuyện hầu hạ người, cho dù có cũng là chuyện đương nhiên. Uyển Tuệ nhíu mày, lạnh lùng nói, không phải làm việc hầu hạ người thì cũng là hạ nhân nô tài. Ngươi tưởng ngươi là nhân viên thu chi được mời từ bên ngoài vào à? Nhiều nhất cũng chỉ cho ngươi 5 lượng bạc tiêu vặt hàng tháng. Chút bạc này còn không mua nổi một hộp son tốt, vậy chẳng bằng nghĩ cách làm vương gia làm lễ bới tóc cho hai chúng ta, để chúng ta làm ái thiếp, tốt xấu gì còn không phải lo lắng về chi phí ăn uống. Chúng ta được vương gia sủng ái, chẳng lẽ Hạ Thương Mai còn dám bới móc gì chúng ta sao? Uyển Tĩnh khẽ thở dài, nhìn nàng ta nói, Uyển Tuệ, ta với ngươi quen biết với nhau từ trước, cũng đều bị tội vào cung, ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ thực tế. Ngươi đã không phải là thiên kim nhà quan ngày xưa nữa. Tuy Hoàng Thái Hậu đưa chúng ta cho vương gia, nhưng vương gia có nhận vào phòng hay không lại không phải do chúng ta quyết định. Hơn nữa, ta không cho rằng làm ái thiếp sẽ hơn với nhân viên thu chi. Lấy sắc giữ người, luôn có ngày sắc suy yêu giảm, ngươi còn không nhìn thấy rõ sao. Vương gia căn bản không thu chúng ta vào phòng, cho dù vương gia muốn thu vào phòng, cũng sẽ không thu chúng ta. Sao lại không thu chúng ta? Xét về gương mặt và tài năng, chúng ta đều nổi bật. Hơn nữa chúng ta còn nhận lệnh ra khỏi cung, lẽ nào vương gia muốn chống đối lại Hoàng Thái Hậu sao? Uyển Tuệ không phục nói. Uyển Tĩnh cố kiên nhẫn nói, trong kinh có bao nhiêu cô gái xinh đẹp lại có tài. Có ai lọt được vào mắt của vương gia chưa? Hơn nữa cũng vừa vặn vì chúng ta nhận lệnh của Hoàng Thái Hậu ra khỏi cung, Hoàng Thái Hậu nhiều lần soi mói vương phi làm sao có thể ngu ngốc tới mức bố trí cho hai người chúng ta ở bên cạnh vương gia được. Hoàng Thái Hậu soi mói nàng ta là do nàng ta làm không tốt. Hơn nữa, Hoàng Thái Hậu soi mói nàng ta thì liên quan gì tới vương gia chứ? Dù sao vương gia cũng sẽ không ra mặt cho nàng ta để đắc tội Hoàng Thái Hậu.
Tóm lại là do nàng ta làm vương phi không đủ hiền lành khôn léo. Chỉ cần là người có chút tâm tư, hoàng thái hậu dạy dỗ nàng ta cũng nên tiếp nhận chứ không phải về mách lại. Dù hoàng thái hậu thế nào cũng là mẫu hậu của vương gia. Đại Chu ta lấy nhân hiếu trị quốc, nếu nàng ta dám xúi dục vương gia bất hiếu, ta. Uyển Tĩnh nhíu mày nói, ngươi tính thế nào? Ngươi có thể làm thế nào? Uyển Tuệ, nể tình chúng ta từng quen biết, ta khuyên ngươi một câu, nên thu lại chút tâm tư đó của ngươi đi. Về sau ngươi cũng đừng nói những lời như hôm nay nữa, bằng không sẽ rước họa vào thân đấy. Vương Phi có xúi dục vương gia bất hiếu với hoàng thái hậu hay không thì chúng ta không biết, nhưng ta lại thấy vương gia vô cùng yêu vương phi. Nếu có người gây khó dễ hay bôi nhọ vương phi, vậy phải qua được vương gia trước đã. Uyển Tuệ nghe nàng ta nói vậy thì bực bội, nóng nảy, ta không tin lời ngươi nói. Ngươi thấy rõ được điều gì chứ? Ngươi làm thu chi cũng chẳng làm được lâu đâu. Hạ Thương Mai chỉ cho gọi ngươi một lần, ngươi lại giả vờ như hiểu bọn họ lắm vậy. Dù sao ta vẫn thấy, nếu nàng ta thật sự có được khí phách của vương phi, bản thân không có con cũng nên tìm trắc phi và thị thiếp cho vương gia. Nhưng nàng ta thậm chí còn chẳng bố trí lấy một thông phòng. Ta nghe nói Tiểu Khuyên trong phòng nàng là đi theo lúc cưới. Bình thường người ta đều sẽ chọn một hai nha đầu hồi môn để làm lễ chải tóc, nhưng nàng ta chỉ có một người gả cùng như vậy cũng ép không cho. Đây là ích kỷ, đố kỵ, ta không tin vương gia sẽ yêu người phụ nữ như vậy. Uyển Tĩnh lắc đầu, nếu ngươi cứ một mực chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ngươi nghĩ gì cũng chỉ là ý của ngươi chứ không phải là sự thật. Chúng ta không thể suy đoán được tình cảm giữa vương gia và vương phi. Nói chung, nếu ngươi muốn sống thuận lợi ở đây thì đi tìm vương phi xin một công việc, chẳng sợ phải làm từ hạ nhân tam đẳng lên, ngươi làm tốt, vương phi tất nhiên sẽ thăng cấp cho ngươi. Nếu làm không tốt thì sao? Nàng ta sẽ dùng chổi đuổi ra khỏi cửa à? Uyển Tuệ lạnh lùng nói. Nếu ngươi làm tận tâm thì sao có thể làm không tốt được? Ngươi hãy bỏ xuống thân phận của mình, lý trí một chút đi. Làm người thì nhất định phải nhận rõ thực tế. Bây giờ gia tộc chúng ta đang bị tội. Nếu ngươi muốn sống lại phải trả giá. Uyển Tuệ trợn mắt, cũng đâu phải chúng ta phạm sai lầm, tại sao lại bắt chúng ta phải gánh chịu hậu quả chứ? Chẳng phải chúng ta đã hưởng thụ rồi sao? Phụ thân của chúng ta tham ô, những gì ngươi ăn tốt mặc đẹp trước đây đều là một phần tham ô được. Ngươi đã hưởng thụ, sao còn nói mình vô tội? Chúng ta đâu có thể lựa chọn được điều đó. Uyển Tĩnh không muốn nói với nàng ta nữa, trước mắt ngươi cũng không thể lựa chọn. Mà thôi, ta không nói nữa. Ngươi cũng không thích nghe ta nói, ta đi làm việc đây. Nàng ta nói xong thì muốn đi ra ngoài. Uyển Tuệ kéo tay nàng ta lại, cứng rắn nói, ngươi không thể dọn ra ngoài. Ngươi muốn ở lại Lam Nhược Các thì ngươi cứ ở, ta phải dọn ra ngoài. Uyển Tuệ thấy nói thế nào nàng ta cũng không chịu hiểu thì có hơi giận. Một mình ta làm sao ở lại được, ngươi đi, bản thân ta ở trong viện rộng như vậy, sau này sẽ bị người ta nói ra nói vào mất. Ta không để ý được chuyện của ngươi. Uyển Tuệ giận tới tái mặt, sao ngươi ích kỷ vậy? Chúng ta cùng đi ra, ngươi lại bỏ ta ở đây à? Bây giờ Vương Phi đã chướng mắt ta, ngươi vừa đi, nàng ta sẽ đối phó với ta mất. Nếu nàng ta muốn đối phó với ngươi thì có thể làm luôn bây giờ rồi. Ngươi tưởng nàng ta sẽ e ngại ta chắc, ngươi có thể tỉnh táo một chút không? Làm ái thiếp có gì tốt chứ? Còn chẳng bằng dựa vào hai tay của mình để kiếm cơm ăn, như vậy mới là kế lâu dài. Uyển Tĩnh cuối cùng không nhịn được, lớn tiếng mắng. Uyển Tuệ đâu nén được giận, căm phẫn nói, ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Còn coi thường chuyện làm thiếp à? Lẽ nào làm nô tài thì tốt? Dựa vào hai tay của mình kiếm cơm ăn thì có thể ăn đủ no sao? Cho dù sau này ngươi được chủ nhân thích, tìm ngươi gả cùng lắm cũng chỉ là dân thường, còn chẳng phải lao lực cả đời à? Uyển Tĩnh đã không muốn nói chuyện nữa, chỉ nhìn nàng ta rồi thở dài và đi ra ngoài. Uyển Tuệ ngồi xuống, nhìn đồ dùng xa hoa trong phòng, lại nhìn gương mặt của mình trong gương đồng, lẩm bẩm nói ta còn đẹp hơn Hạ Thương Mai. Nếu vương gia sủng ái ta, ta có thai thì cả đời sau này sẽ sống trong vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết, đây mới là lối đi tắt. Nàng ta nghĩ tới đây lại bắt đầu soi gương trang điểm. Khi ra khỏi cung, Hoàng Thái Hậu có cho mấy bộ trang phục đẹp. Nàng ta lựa chọn một lát rồi lấy một chiếc váy sa tanh màu đỏ tươi, tay áo rộng và thắt eo. Sau khi mặc vào, chiếc váy với màu sắc tươi sáng càng tôn lên làn da trắng hơn tuyết, xinh đẹp quyến rũ không sao tả xiết. Minh Đông, nàng ta gọi một tiếng. Tới đây, rèm được vén lên, lại thấy một nha đầu bước vào.
Nàng ta chính là cung nữ do Hoàng Thái Hậu phái tới, Minh Hạ Minh Đông. Bọn họ cuối cùng đều được Thương Mai đưa đến Lam Nhược Các hầu hạ hai người bọn họ. Minh Hạ hầu hạ Uyển Tĩnh, Minh Đông hầu hạ Uyển Tuệ. Nhưng bây giờ Uyển Tĩnh đã không cần người hầu hạ, nên tất cả đều qua hầu hạ Uyển Tuệ. Chương 732, túi thơm bị đổi. Minh Đông khom người, Uyển Tuệ tiểu thư có dặn dò gì? Nhìn ta xem, đẹp không? Uyển Tuệ đắc ý xoay người, hỏi. Minh Đông nhìn nàng ta, nịnh bợ nói, đương nhiên là đẹp rồi, Hoàng Thái Hậu cũng từng nói, dung mạo Uyển Tuệ tiểu thư xuất sắc, mặc dù chưa đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, nếu không cũng sẽ không chọn người đến vương phủ. Uyển Tuệ rất hài lòng, so với Hạ Thương Mai thì sao? Sắc mặt Minh Đông hơi cứng lại, vấn đề này. Sao vậy, ta không đẹp bằng nàng ta sao? Sắc mặt Uyển Tuệ sầm lại, giọng điệu cũng trở nên không vui. Minh Đông thấy nàng ta tức giận, cũng hiểu tính nết nàng ta, sao có thể như vậy chứ? Vương Phi cùng lắm được coi như dễ nhìn, nào xinh đẹp rực rỡ bằng tiểu thư chứ? Lúc này Uyển Tuệ mới cười nói, ừ, sau này vương gia sủng hạnh ta rồi, có thưởng. Minh Đông hơi giật mình, vương gia muốn sủng hạnh tiểu thư sao? Chuyện sớm muộn mà thôi. Uyển Tuệ cười quyến rũ, châm cài có tua trên búi tóc rung lên, phát ra âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo. Chiếc châm này là Hoàng Thái Hậu ban thưởng, mặc dù không phải hàng thượng hạng, nhưng cũng coi như là đồ trang sức mà bây giờ nàng ta có thể lấy ra được. Thời tiết trong xanh, gió thu thổi qua, Tiểu Khuyên bắt đầu dọn dẹp cả phòng, mang chăn mền của Thương Mai ra cho người đi giặt rồi phơi khô. Trong phòng cũng có nha hoàn tiến vào quét dọn một lượt, Tiểu Khuyên kiên trì 10 ngày một lần tổng vệ sinh thế này. Quần áo Thương Mai lâu ngày không mặc cũng được mang ra phơi, đồ vật cô mang theo bên người cũng đều mang ra thay. Thương Mai thấy nàng ta bận rộn, Mộ Dung Khanh lại đi an thân vương phủ, vì vậy cô bèn đi đến phủ công chúa nói chuyện phiếm. Bây giờ người đã trở lại, trong lòng không còn lo lắng nữa chứ. Thương Mai nhìn gương mặt hồng hào phơn phớt của nàng ta, chọc ghẹo. Vốn là không lo lắng, từ ngày biết hắn còn sống, lòng ta đã chắc chắn rồi. Tráng Tráng chậm rãi uống trà, vẻ mặt bình tĩnh. Thật sao, Thương Mai khẽ cười, ngày trước thi thoảng lại thấy ngươi hồn bay phách lạc, được rồi. Ta biết ngươi nghĩ như thế nào, bây giờ chỉ mong sớm ngày định ra hôn sự, ngươi cũng trưởng thành rồi, thành thân, sinh con, lo liệu chuyện lớn trong cuộc đời. Không vội, làm việc tốt thường gặp nhiều gian nan, đến tận bây giờ rồi mà ông trời còn muốn thử thách nữa, vậy thì thử thách đi. Trong lòng hắn có nàng ta, vậy không có gì phải sợ. Tráng Tráng ngước mắt nhìn cô, hai ngày nay có mơ thấy ác mộng không? Nhắc đến cũng lạ. Từ sau khi dùng một viên hoàn hồn đan của Thương Khâu thì không tiếp tục mơ thấy ác mộng nữa, thật sự muốn biết đó rốt cuộc là thuốc gì, thần kỳ như vậy. Thương Khâu này cũng là nhân tài, chỉ tiếc theo sai người. Trong đầu Thương Mai hơi nghĩ đến, Thương Khâu quả thật là nhân tài, nhưng đúng như ngươi nói, một người thông minh như vậy, vì sao lại theo Nam Hoài Vương chứ? Tráng Tráng khẽ giật mình, ý của ngươi là... Thương Mai gật đầu, không sai. Hắn ta sẽ không vô duyên vô cớ đánh cược trên người Nam Hoài Vương. Lão bát còn có bản lĩnh gì chưa tung ra? Tráng Tráng hiểu ý Thương Mai, Thương Khâu này, nhìn là biết ham muốn công danh lợi lộc, hơn nữa có dã tâm cực lớn, muốn làm khai quốc công thần. Hắn ta dựa vào cái gì mà cảm thấy Nam Hoài Vương sẽ tranh được thiên hạ? Hắn ta có thể nhìn trộm ý trời sao? Hay là biết thực lực của Nam Hoài Vương? Nam Hoài Vương còn có thực lực gì sao? Thương Mai vốn chỉ là bất chợt nghĩ đến, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ càng, lại cảm thấy chắc chắn trong đó có gì đó mà bây giờ bọn họ vẫn chưa biết. Phải nhắc nhở lão thất chuyện này mới được. Bởi vì lúc ra ngoài Mộ Dung Khanh đã nói, bữa tối sẽ trở về ăn cơm, vì vậy Thương Mai cũng không ở lại phủ công chúa quá lâu, khoảng cuối giờ thân thì trở về. Trở lại trong phủ, Tiểu Khuyên còn đang bận việc, trên mặt bàn chồng chất rất nhiều đồ vật lung tung, Thương Mai thoáng nhìn qua, đều là đồ vật cô mang theo bên người. Túi thơm, khăn tay, túi tiền, túi kim. Tiểu Khuyên thấy cô trở về, nói, Vương Phi, nô tỳ thay một cái túi thơm khác cho người, cái lúc trước bị sứt chỉ rồi. Sứt chỉ thì ngươi sửa lại giúp ta, sau này có cái thay dùng. Thương Mai nói, túi thơm trước đó là ma ma làm, cũng đã mang rất lâu rồi, khi ở Bắc Mạc vẫn luôn mang theo, bên trong đựng lá ngải cứu và bạc hà, dùng để đuổi muỗi và làm tinh thần tỉnh táo. Tiểu Khuyên dọn dẹp lại đồ đạc. Ném túi thơm bị thay qua một bên. Đúng rồi, người bảo ai phối hương liệu trong túi thơm vậy? Mùi hương không giống trước kia người phối. Tiểu Khuyên thuận miệng hỏi.
Không giống, vẫn luôn là loại này mà. Thương Mai nói. Không phải, mùi hương không giống. Tiểu Khuyên lấy chiếc túi thơm bị ném sang một bên lại, đổ hương liệu ra, ngửi thử, vẫn luôn là nô tỳ thay túi thơm cho người. Nô tỳ nhớ rõ mùi hương của nó, không giống với cái này. Hơn nữa, lần trước khi thay túi thơm là chiếc nô tỳ làm cho người, còn đây là chiếc du ma ma làm cho người. Bởi vì túi thơm của Thương Mai đều đựng lá ngải cứu bạc hà nên mấy ngày phải thay một lần, vẫn luôn là Tiểu Khuyên thay giúp cô. Khi ở Bắc Mạc, vì bận rộn nên không thay, sau khi trở về, Tiểu Khuyên lập tức đi thay. Thương Mai giật mình, ta chưa từng thay, vẫn luôn là ngươi thay cho ta. Chuyện này thật lạ, chẳng lẽ là du ma ma thay? Tiểu Khuyên chợt cười, có lẽ du ma ma thấy người mang túi nô tỳ thêu, trong lòng cảm thấy không công bằng nên đổi thành túi bà ta thêu. Nô tỳ phải đi chọc ghẹo bà ta mới được. Đúng lúc, du ma ma vén rèm đi vào, giữa ban ngày nói cái gì vậy? Tiểu Khuyên. Tiểu Khuyên cười nói bà lớn tuổi mà hẹp hòi nha, Vương Phi mang túi thơm của ta không được sao? Mấy ngày trước ta mới thay, bà lại thay cái này cho người, sức chỉ rồi này, thấy không? Nói xong, nàng ta cầm túi thơm lên, chia ra cho ma ma xem. Du ma ma nhận lấy, quả nhiên nhìn thấy nơi miệng túi hơi sức chỉ. Chắc hẳn là bị kéo rách. Túi thơm là đồ mang theo bên người, gần đây ta bận rộn việc trong phủ, không thay cho Vương Phi. Du ma ma đi đến ngăn tủ lấy kim khâu, vá lại ngay tại đây. Thương Mai ngẫm nghĩ nhìn hương liệu trên bàn, sau đó tháo cây châm xuống, từ từ đẩy ra, hương liệu là do cô phối, có hương liệu gì, cô rất rõ ràng. Nhưng mà, trong đó có một vài thứ nhỏ vụn không phải do cô phối. Cô lấy một chút lên ngón tay miết nhẹ. Sau đó đưa lại gần mũi người, sắc mặt lập tức thay đổi. Mạn Đà La. Du Ma Ma và Tiểu Khuyên đồng thời ngẩng đầu, Mạn Đà La. Là cái gì? Đáy mắt Thương Mai tỏa ra hơi lạnh, là một loại hoa gây ra ảo giác, có thể làm thuốc, nhưng nếu như liều lượng lớn, thường xuyên ngửi sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, còn có tác dụng gây mê, khiến người ta ngủ say. Hai người khiếp sợ, Du Ma Ma sợ hãi nói, chẳng lẽ, trước đó Vương Phi ngủ mê man, còn luôn gặp ác mộng. Chính là vì chiếc túi thơm này. Thương Mai phân loại hương liệu, phát hiện hoa mạn đà la khô này bị cố ý vò nát, hơn nữa màu sắc đậm hơn hoa mạn đà la khô bình thường, chắc hẳn được ngâm trong dung dịch hoa mạn đà la đậm đặc, thật ra mùi hương rất nồng, nhưng đặt chung một chỗ với lá bạc hà ngải cứu, mùi hương bị yếu đi. Cô lạnh lùng nói, ngày phòng đêm phòng, khó phòng giặc nhà. Rốt cuộc là ai muốn mưu hại Vương Phi? Tiểu Khuyên giận dữ. Chương 733, son phấn cũng có thuốc. Thương Mai thở dài một hơi, ra hiệu Tiểu Khuyên tạm thời đừng để lộ tin tức, cô cảm thấy, chỉ dựa vào chút mạn đà la này, cho dù ngâm trong dung dịch đậm đặc cũng sẽ không gây ra tác dụng mạnh như vậy với cô. Cô từ từ tách hương liệu trong túi thơm ra, phát hiện ngoài mạn đà la thì còn có một loại bột phấn này có khá nhiều màu sắc trộn lẫn, được nghiền vô cùng nhỏ, nhỏ mịn giống như bột trân châu vậy, chỉ khác là có màu sắc mà thôi. Cầm lên ngửi thử, hơi có mùi lưu huỳnh. Cô nói với Tiểu Khuyên, người cầm một chén nước đến đây. Tiểu Khuyên biết Thương Mai có biện pháp, lập tức vội vàng lấy một chén nước đến, đưa cho Thương Mai. Thương Mai thả bột phấn vào trong nước, khuấy lên, nước trong chén được khuấy đều, bột phấn nhanh chóng hòa tan. Cô lại lấy vải bọc những bột phấn còn sót lại kia, khẽ hà hơi vào bột phấn, vậy mà những bột phấn kia lại bay ra ngoài. Thương Mai hiểu ra. Những bột phấn như bụi này có thể bay ra từ trong túi thơm, trong lúc cô di chuyển, bột phấn sẽ bay ra, cô sẽ hít vào trong mũi. Trước đó vì mệt mỏi, tinh thần uể oải nên thường xuyên cầm túi thơm lên ngửi, bởi vì không nghĩ đến việc túi thơm bị động tay động chân nên cũng không cẩn thận chú ý đến mùi hương của túi thơm. Hơn nữa mùi của lá ngải cứu bạc hà cũng rất nồng, mùi hương của mạn đà la bị che giấu, vì vậy, nếu không cẩn thận ngửi thì sẽ không ngửi ra. Tạm thời cô không biết bột phấn này dùng nguyên liệu gì điều chế, nhưng chắc chắn phối hợp với mạn đà la sẽ có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, khiến cô sinh ra ảo giác, mê man. Sao cái này giống ngũ thạch tán vậy? Đột nhiên Du Ma Ma nói. Sắc mặt Thương Mai lạnh lẽo, ngũ thạch tán. Gồm thạch nhũ, lưu huỳnh, bạch thạch anh, tử thạch anh, xích thạch luyện thành, tác dụng của ngũ thạch tán không phải khiến cho người ta ngủ mê mệt, mà sẽ khiến cho người ta phấn chấn. Du Ma Ma liếc nhìn. Hơi không chắc chắn, vừa giống lại vừa không giống, nô tỳ chỉ gặp một lần, lúc trước trong dân gian có một vài công tử rất thích dùng thứ này, nhưng hình như màu sắc không giống lắm. Màu sắc không giống, như vậy, có khả năng là ngũ thạch tán đã được cải tạo. Tiểu Khuyên,
lập tức mời Nhu Giao đến, còn nữa, bảo nàng ta mời mấy vị đại phu đáng tin đến, chính là mấy vị đại phu chữa trị bệnh nhân cương thi ở thôn Thạch Đầu cùng nàng ta, nhớ kỹ, đừng để lộ. Thương Mai nói, Tiểu Khuyên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng gật đầu, nô tỳ đi ngay. Su Ma Ma căm hận nói, nếu để cho nô tỳ biết là ai ra tay, nhất định sẽ khiến người đó chết không yên lành. Thương Mai nói, Ma Ma, người đi kiểm tra tất cả đồ vật ta mang theo bên người, xem có đồ gì bị người ta động tay động chân không. Su Ma Ma được cô nhắc nhở, vội vàng đi kiểm tra son phấn bột nước trên bàn trang điểm và hương liệu cánh hoa dùng để tắm rửa. Bà ta lấy một hộp son phấn ra, cảm thấy hơi khác thường. Phần lớn quần áo của Thương Mai đều được Tiểu Khuyên mang ra ngoài phơi, vì vậy, chắc hẳn quần áo sẽ không có điểm đáng nghi. Bên trong gối đầu trên giường, vỏ đựng lá trà, Su Ma Ma đều kiểm tra cẩn thận. Bà ta ở trong cung nhiều năm, biết rõ không ít thủ đoạn như vậy, trong lòng bà ta rất buồn bực, tại sao bị người ta bỏ thuốc ngay dưới mí mắt mà cũng không biết. Ngoài hộp son phấn này ra, những thứ khác đều không phát hiện gì bất thường. Vương Phi, người xem có phải màu sắc này không đúng không? Su Ma Ma đưa đến. Thương Mai quan sát kỹ càng, son phấn cũng vô cùng nhẵn mịn, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có một vài thứ màu xanh nhạt và trăng trắng trộn lẫn bên trong. Son phấn cũng có, Thương Mai trầm giọng nói. Khuôn mặt Su Ma Ma nhăn lại, đáy mắt lóe lên lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói, tốt lắm, rốt cuộc là ai lại có bản lĩnh cao cường như vậy? Thương Mai nói, gần đây trong phủ đang thay đổi cơ cấu quy mô lớn, thay rất nhiều người, ta đã cho người điều tra những nha hoàn từ nhân nha tử đến, đều không có gì khả nghi, bốn ma ma từ trong cung ra, đuổi hai người rồi, còn Tôn ma ma và Trần ma ma, còn cả bốn người Xuân Hạ Thu Đông bị phân đến Lam Nhược Các, không lại gần chỗ này của ta, Trần ma ma và Tôn ma ma thì đến viện tử và nhà kho. Thương Mai nói đến đây, chợt nhìn sang hộp son phấn, có phải sau khi ta trở về từ Bắc Mạc mới mang son phấn này vào? Đúng vậy, đồ trước đó nô tỳ đều vứt hết đi rồi, sợ bị người ta động tay động chân, hơn nữa đi Bắc Mạc lâu như vậy, những thứ kia để lâu mất tác dụng, vì vậy nô tỳ đều thay cái mới. Người phân ai đến nhà kho? Su Ma Ma trợn trừng hai mắt, Tôn Ma Ma, cũng chỉ sắp xếp một số đồ dùng thường ngày, phân phối đồ dùng bình thường, đồ vật quý giá đều không qua tay bà ta, nghĩ lại. Là bà ta bỏ thuốc vào trong hộp son phấn rồi, nô tỳ lập tức bắt bà ta đến. Thương Mai giơ tay chặn lại, không, không, bình tĩnh đừng nóng. Cô khép hộp son phấn lại, thản nhiên nói, người đi sắp xếp một chút, nói bà ta làm việc tỉ mỉ, vì vậy đưa đến phòng ta hầu hạ, hơn nữa, người lại chọn hai ba nha hoàn khác đưa đến, cũng đều đưa vào phòng ta hầu hạ, giả bộ dậy chút phép tắc. Su Ma Ma nói, bây giờ biết rõ bà ta mở ám, còn đưa bà ta vào phòng hầu hạ. E rằng khó lòng phòng bị, rất nguy hiểm. Su Ma Ma biết Thương Mai muốn bắt tận tay, nhưng làm thế này cũng rất nguy hiểm, còn không bằng trực tiếp bắt lấy đuổi đi, ít nhất sau này sẽ không có tổn hại gì. Thương Mai lắc đầu nói, dù sao bà ta cũng là người Hoàng Thái Hậu đưa đến, nếu như không có lời giải thích rõ ràng, bà ta liều chết không thừa nhận, trái lại sẽ mang tiếng xấu cho Vương gia, bây giờ Vương gia lập công trở về, phải tránh mũi nhọn, tuy nói Hoàng Thái Hậu làm ầm lên cũng không được gì. Nhưng vẫn phải tránh người cố ý nắm được thóp. Nhưng mà, Tôn Ma Ma này là Hoàng Thái Hậu đưa đến, nói rõ là bà ta sai khiến. Không, Thương Mai lại lắc đầu, người sai rồi, không phải là Hoàng Thái Hậu, bà ta còn chưa hồ đồ đến như vậy, người là bà ta phái đến, xảy ra chuyện, bà ta không thoát được liên quan, có lẽ có bảy chút mưu nhỏ, nhưng loại chuyện hạ độc hại người này, bà ta sẽ không làm. Không phải bà ta, vậy sẽ là ai? Hai người kia là bà ta phái đến. Su Ma Ma nghi ngờ hỏi. Là bà ta phái đến, nhưng hai người này đều không phải người bên cạnh bà ta, Tôn Ma Ma này là từ thượng tẩm cục ra. Ý của Vương Phi là, Tôn Ma Ma này là do người khác sai khiến. Ừ. Trong đầu Su Ma Ma lập tức sàng lọc những người sẽ hại Thương Mai ở trong cung, ngoài Nghi Quý Phi, thật sự không nghĩ ra người thứ hai. Thương Mai cũng nghĩ như vậy, vì vậy cô muốn bắt Tôn Ma Ma ngay tại trận. Nhu Giao mang theo mấy đại phu đến, bởi vì Thương Mai nói phải giữ bí mật nên trên đường đi Tiểu Khuyên không nói ra tình huống cụ thể. Nhu Giao thấy Tiểu Khuyên không nói, cho rằng Thương Mai bị bệnh, vì vậy nghe theo lời Thương Mai dặn dò, vội vàng đi tìm mấy đại phu đến. Tiến vào Hòa Húc Viên, nàng ta vén rèm lên, chưa thấy người đã nói, sao rồi? Nghiêm trọng không? Vừa nói xong đã thấy Thương Mai nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, thoạt nhìn vô cùng có sức sống, không phải nói bị bệnh rồi sao?
Thương Mai lắc đầu, không, ta tìm ngươi có chuyện quan trọng. Nhu Giao gọi mấy đại phu vào, Du Ma Ma lập tức ra ngoài canh cửa, không có phép bất kỳ kẻ nào lại gần. Ngươi xem thử, xem đây là bột phấn gì. Thương Mai lấy bột phấn trong hương liệu ra cho Nhu Giao xem. Nhu Giao cẩn thận quan sát, lại ngửi ngửi, không dám ngửi mạnh, sợ hít phải bột phấn. Nàng ta nhíu mày, có mùi lưu huỳnh. Còn cả son phấn này nữa. Thương Mai cũng đẩy qua. Chương 734, Nghiêm Vinh trở về rồi. Nhu Giao dùng móng tay gẩy một chút để vào lòng bàn tay, khẽ miết rồi hỏi, xảy ra chuyện gì? Có người bỏ thuốc vào túi thơm và son phấn của ta. Thương Mai nói. Nhu Giao giật mình, vậy mà cũng có người có thể bỏ thuốc vào đồ vật ngươi mang theo bên mình. Ai làm? Giờ chưa cần quan tâm là ai làm, ngươi biết đây là thứ gì không? Thương Mai hỏi. Nhu Giao lắc đầu, ta không nhìn ra được. Nàng ta gọi mấy đại phu đến, nói các ngươi xem, có thể nhìn ra được đây là gì không? Mấy người lại gần quan sát, ngửi thử, trong đó còn có một người dùng đầu ngón tay chấm rồi liếm thử, sau đó, hắn ta nhíu mày cầm khăn tay lau đi. Là ngũ thạch tán sao? Thương Mai hỏi. Đại phu kia nói, có hơi giống, nhưng chắc hẳn không phải ngũ thạch tán. Nhìn ra gì sao? Nhu Giao nhìn hắn ta hỏi. Đại phu kia ngẩng đầu nhìn Nhu Giao, sau đó nhìn Thương Mai, nói, Vương Phi, tại hạ từng gặp một thứ tên là tiêu hồn tán, giống y hệt thứ này. Tiêu hồn tán, Thương Mai giật mình, cô chưa từng nghe đến thứ này. Đại phu kia nói, đúng vậy, tiêu hồn tán, thật ra thứ này là ngũ thạch tán cải tạo thành, do một người tu đạo luyện chế, lưu truyền trong đám con cháu quý tộc, sau khi sử dụng sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, ngủ mê man, bước vào cõi mộng, bởi vì cõi mộng này có điểm khác biệt. Nếu như cuộc sống vui vẻ thì cảnh trong mơ sẽ vô cùng tuyệt vời, nếu như cuộc sống buồn rầu thì sẽ gặp ác mộng không ngừng, mỗi ngày đám con cháu quý tộc đó đều mua vui hưởng lạc, cuộc sống nào có buồn rầu. Bởi vậy nên ỷ lại vào thuốc này chìm vào giấc mộng, muốn tỉnh lại cũng không khó, trong lúc ngủ mê cho người đút thuốc luyện từ linh chi nhân sâm là có thể tỉnh lại. Nhu Giao khiếp sợ, đây không phải là triệu chứng lúc trước của ngươi sao? Thương Mai trầm giọng nói, không sai, những bột phấn này rất mịn. Dễ dàng hít vào, hơn nữa, bên trong túi thơm còn có thêm cánh hoa mạn đà la, đều là nghiền nát ngâm trong dung dịch hoa đậm đặc, nồng độ rất cao. Rốt cuộc là ai, lại muốn ngươi gặp ác mộng liên tục? Nhu Giao tức giận nói. Đại phu kia lắc đầu, không, ngủ mê mệt rồi nằm mơ sinh ra ảo giác chỉ là bước đầu, nếu như hít phải trong thời gian dài sẽ phát điên, thần trí mơ hồ, nếu khi phát điên lại thêm ngũ thạch tán thì sẽ cực kỳ hung ác, gây ra hành động tổn thương người khác. Cái gì? Nhu Giao chợt đứng dậy, đáy mắt bùng lên lửa nóng hừng hực, lòng dạ ác độc như vậy, rốt cuộc là ai? Tạm thời nghi ngờ Tôn Ma Ma, nhưng vẫn chưa chứng minh được là thật. Thương Mai khẽ nói. Sao bà ta dám làm như vậy? Nhu Giao giận đến mức mất lý trí. Thương Mai giơ tay kéo nàng ta ngồi xuống, bởi vì còn các đại phu khác ở đây, cũng không tiện nói tỉ mỉ, chỉ nói, nghi ngờ mà thôi, bây giờ thật sự vẫn chưa điều tra rõ ràng, ai cũng có hiểm nghi. Nhu Giao chợt nhớ ra, đúng rồi, không phải trước đây ngươi nói mình không bị trúng độc sao? Ngự y cũng khám rồi, ngươi quả thật không trúng độc mà. Đại phu kia nói, độc tính của tiêu hồn tán này không mạnh, cho dù có cũng nhỏ bé đến mức không thể nhận ra. Nhu Giao biết sau đó sẽ nói đến chuyện là người nào ra tay, nên nói lời cảm ơn với mấy vị đại phu, dặn đi dặn lại rằng không được để lộ chuyện này ra ngoài. Những người này cũng coi như từng có tình cảm trải qua sống chết với nàng ta. Đương nhiên sẽ không nói chuyện này ra. Khi Du Ma Ma đưa bọn họ ra ngoài còn dúi chút bạc, nói thế nào bọn họ cũng không nhận, Du Ma Ma đành phải liên tục cảm ơn, tiễn bọn họ lên xe ngựa. Trong phòng, Nhu Giao ngồi xuống, Tôn Ma Ma là người Hoàng Thái Hậu đưa đến, phải không? Không sai, nhưng ta không nghi ngờ Hoàng Thái Hậu, Thương Mai nói. Nhu Giao gật đầu, ừ, bà ta không ngu xuẩn đến như vậy, ngươi là đại phu. Chuyện này chỉ cần sơ sót một chút thôi là bị ngươi phát hiện, người bị nghi ngờ đầu tiên chính là bà ta, sợ rằng có người mua chuộc người của bà ta để ra tay với ngươi, mà người này, chắc chắn sẽ không để lộ ra. Thương Mai im lặng ngẫm nghĩ một lát, vì vậy ta muốn lấy được chứng cứ rõ ràng, chỉ là, điều khiến ta nghi ngờ là, bà ta có thể ra tay vào son phấn, nhưng túi thơm là vật ta vẫn luôn mang theo bên người, sao bà ta có thể lấy được? Lại làm như thế nào để bỏ thêm đồ vào bên trong? Hai chuyện này xảy ra song song, thật sự khiến ta phát điên lên rồi. Nhất định phải điều tra rõ ràng, Nhu Giao cắn răng nghiến lợi nói,
nàng ta thật sự căm hận đám tiểu nhân ra tay sau lưng này. Chỉ là, nàng ta cũng nghi ngờ, cũng chỉ có Tiểu Khuyên và Du Ma Ma hầu hạ bên cạnh ngươi, hai người bọn họ đi theo ngươi lâu rồi, chắc hẳn sẽ không có hài lòng chứ. Ta chưa từng hoài nghi bọn họ, hơn nữa, những ngày gần đây Ma Ma chỉ để ý chuyện trong phủ, rất ít hầu hạ bên cạnh ta, hơn nữa, chuyện của ta, phần lớn chuyện ta có thể tự làm thì đều sẽ tự làm. Người hầu hạ trong phòng là Tiểu Khuyên, nhưng người vào quét dọn thì sao? Chưa chắc những nhà đầu vẩy nước quét nhà kia đều đáng tin. Nhà đầu vào phòng quét dọn đều mua từ nhân nha tử, chưa từng vào cung, chắc hẳn sẽ không bị thu mua. Nhu Giao lại nói, sẽ không bị người trong cung thu mua, liệu có thể bị người trong cung phái người ra thu mua? Người từng cởi túi thơm này xuống không? Thương Mai nói, chắc chắn là có rồi, khi tắm rửa, hoặc buổi tối đều sẽ cởi xuống, nhưng khi tắm rửa đều có Tiểu Khuyên ở bên cạnh, không dễ gì lại gần. Thương Mai nói đến đây thì dừng lại, cô chợt nhớ ra, hình như có một hai buổi mình tắm rửa ở trong phòng, Tiểu Khuyên giúp Mama sắp xếp chuyện trong phủ nên cử một nha đầu khác làm việc thêm nước nóng. Ngày ấy, hình như quần áo trên bình phong của cô bị trượt xuống, nha đầu kia nhặt lên giúp cô, liệu có phải là nha đầu kia đổi túi thơm hay không? Bình thường túi thơm dự phòng của cô đều để trong ngăn kéo, muốn lấy cũng rất dễ dàng, bởi vì đổi túi thơm còn phải cho thêm đồ vào trong túi nên rất vội vàng, khi giật làm sức chỉ cũng không phải là không thể. Chỉ là, cô không nhớ rõ rốt cuộc là nha đầu nào nữa. Người nghĩ lại cho kỹ, những người bên cạnh này, cho dù là ai thì cũng phải đề phòng, đúng rồi, Nghiêm Vinh vẫn chưa trở về sao? Thương Mai nói, sau khi hắn ta vào triều thì về nhà thăm chị dâu. Lão thất cho hắn ta nghỉ mấy ngày, nhưng nghĩ lại, cũng sắp trở về rồi. Sau khi Nghiêm Vinh trở về, bảo hắn ta quan sát hạ nhân thật kỹ, Nghiêm Vinh vô cùng cẩn thận, hạ nhân có gì khác thường, hắn ta liếc một cái là có thể nhìn ra. Nhu Giao nói, Thương Mai gật đầu, ừ, ta biết rồi. Sau khi Nhu Giao rời đi không bao lâu thì Nghiêm Vinh trở về, một tay xách lồng gà, một tay xách túi nông sản rất to, đi thẳng vào Hòa Húc Viên. Du Ma Ma nhìn thấy dáng vẻ này của hắn ta, không nhịn được cười nói, Nghiêm Vinh, người thế này là muốn dọn sạch nhà chị dâu ngươi à? Nghiêm Vinh thở hồng hộc, không dọn sạch được, nhiều lắm, còn có thể kéo hai xe bò nữa. Thương Mai đi đến, thấy đám gà đang cục tác trong lồng, cô cũng cười nói, người xách những thứ này trở về, vậy có đưa bạc cho chị dâu ngươi không? Đưa rồi, sống chết không nhận, nói là biếu tặng Vương Phi. Nghiêm Vinh đặt đồ xuống. Sau đó tiến lên hành lễ. Vào uống ngụm nước, trông người mệt lắm rồi. Thương Mai đau lòng nói. Trên người bẩn, có cứt gà. Nghiêm Vinh đặt mông ngồi xuống trước hành lang, nhìn thấy Tiểu Khuyên đi đến, huýt sáo nói, Tiểu Khuyên, rót cho Nghiêm ca ca của ngươi cốc nước đi. Tiểu Khuyên vui vẻ, ngươi cũng biết trở về rồi đấy. Đi vào uống đi, sau đó gọi Vương gia trở về đánh ngươi một trận. Vương gia ghét nhất người bẩn thỉu, mặc dù trước đây phòng của hắn cũng rất bẩn. Nhưng hắn chính là loại người chỉ cho quan châu phóng hỏa, không cho dân đen đốt đèn. Chương 735, đói lắm rồi. Nghiêm Vinh hừ lạnh, được rồi, quay về gọi Hoa Kê đi, không còn việc của ngươi. Con mèo ham ăn Tiểu Khuyên này vội vàng xin tha, ta sai rồi còn không được sao. Ta đi lấy nước. Nói xong, nhanh như chớp chạy vào bưng một bát nước lớn đi ra. Su Ma Ma nói, uống nước đi. Uống xong phải lập tức thả bọn chúng vào trong sân sau, ở chỗ này thật là bẩn. Ta biết rồi, ta chỉ muốn gặp Vương Phi trước. Được rồi, người đi tẩy rửa một chút, tẩy rửa xong thì đến đây ta có chuyện tìm ngươi. Nghiêm Vinh nghe nói thế thì đồng ý, một hơi uống cạn, sau đó dẫn theo mấy thứ này đuổi ra sân sau. Hắn ta trước quay về phòng, tắm rửa xong quay lại. Vương Phi, có chuyện sao? Tắm rửa xong, cả người thấy thoải mái mát mẻ hơn rất nhiều. Tẩu vẫn khỏe chứ, Thương Mai hỏi. Rất khỏe, Nghiêm Vinh cười nói, làm phiền Vương Phi phải lo lắng. Ngươi nếu có thời gian thì trở về thăm nàng ta, một nữ nhân cũng rất khổ. Thương An nói, huynh trưởng của Nghiêm Vinh đã chết rồi, chỉ còn một mình tẩu sống cùng với cháu trai. Thuộc hạ đã biết, Nghiêm Vinh đáp. Thương Mai mời hắn ta ngồi xuống, sau đó nói, ta có chuyện này giao cho ngươi đi làm, nhưng nếu chưa điều tra xong thì ngươi không được nói cho ai biết. Vương gia cũng không thể nói sao, Nghiêm Vinh hỏi. Thương Mai gật đầu, không sai, ngay cả Vương gia cũng không thể nói. Trước khi bắt được kẻ đó, cô không thể để cho lão thất biết. Lão thất rất lo lắng cho cô, chắc chắn sẽ ngăn cản cô, ngược lại đến lúc đó sẽ đắc tội với Hoàng Thái Hậu.
mặc dù không sợ đắc tội bà ta, nhưng việc này không cần thiết. Thương Mai nói chuyện này trước sau một lượt, sau đó nói với Nghiêm Vinh, ngày mai bắt đầu, trong phòng của ta sẽ có rất nhiều người, ngươi chỉ cần trực ngay ở trong sân, không cần thiết phải đi theo nhưng phải chú ý hành động của bọn chúng. Nghiêm Vinh là một người thông minh, nghe Thương Mai nói như vậy, đã biết Thương Mai muốn tạo cơ hội để cho kẻ kia hạ độc thuộc hạ biết rồi. Vừa căn dặn Nghiêm Vinh xong, Mộ Dung Khanh cũng trở về. Hắn bước vào phòng, trông thấy Nghiêm Vinh cũng ở đây. Vẻ mặt trước sau như một luôn nghiêm túc lúc này lại lộ ra nụ cười nhẹ trở về rồi. Vương gia, Nghiêm Vinh đứng dậy chắp tay. Cùng Vương Phi nói chuyện gì vậy? Mộ Dung Khanh ngồi xuống nhìn Thương Mai, không đợi Nghiêm Vinh trả lời, hắn lại hỏi Thương Mai, hôm nay nàng cảm thấy thế nào? Ta không sao, tinh thần tốt hơn nhiều rồi. Thương Mai lập tức cười nói. Hắn nắm lấy tay Thương Mai ở dưới bàn, nếu không thoải mái phải lập tức nói cho ta biết. Ta biết rồi, Thương Mai rất thích cảm giác trông thấy hắn thấp thỏm lo lắng như vậy, giống như cô chính là đầu quả tim của hắn được hắn cưng chiều. Mặc dù suy nghĩ này của nữ nhân có phần nhỏ nhặt, nhưng có nữ nhân nào lại không thích chứ? Ngược lại khiến Nghiêm Vinh phải mở to mắt ra nhìn, sau đó lại đưa tay dụi mắt, cậu không nhìn nhầm chứ? Mặc dù trước đây có nghe nói Vương gia đối với Vương Phi cũng không tệ, nhưng không ngờ lại ôn nhu đến vậy. Quý như kim cương, mềm như đầu ngón tay. Ngươi còn chuyện gì không? Mộ Dung Khanh ngước lên nhìn Nghiêm Vinh, sắc mặt không còn tốt như vừa rồi, một chút ý cười trong ánh mắt thôi cũng đều không còn. Hắn ta cả ngày đều không nhìn thấy Vương gia nhà mình đi ra ngoài, thời gian đó có phải đang cùng Vương Phi làm ra cái gì đó không đứng đắn phải không? Nghiêm Vinh ngốc nghếch nói, vừa rồi Vương gia hỏi thuộc hạ ở đây làm gì, thuộc hạ vẫn chưa trả lời xong sẽ lập tức đi ngay. Vậy ngươi ở đây làm gì? Mộ Dung Khanh phất phất tay, ý bảo hắn mau chóng trả lời rồi đi ra ngoài. Nghiêm Vinh cười nói, thuộc hạ thỉnh an Vương Phi thôi. Thỉnh xong chưa? Ách, thỉnh xong rồi. Vậy người còn như cái đầu gỗ ở trong này, người đây là muốn so xem mặt ai dày hơn có phải không? Thuộc hạ cáo lui. Nghiêm Vinh lui ra ngoài, ôi trời, thất sủng rồi. Thương Mai nghe hai người nói chuyện không khỏi bật cười, khi chàng đi vào trông thấy cậu ta, trên mặt chàng rõ ràng có nụ cười, vừa rồi tại sao phải bày ra bộ mặt đó để trêu chọc cậu ta mới thoải mái. Cậu ta quay về bổn vương đương nhiên rất vui, tốt xấu gì cũng thêm một người của mình có thể dùng. Nhưng người này có mắt như không, vì sao ta phải cho hắn ta sắc mặt tốt? Hắn chặn ngang ôm lấy Thương Mai, nhíu mày lắc đầu nói, nàng quá gầy, nàng thật sự cần phải tẩm bổ nghỉ ngơi cho tốt. Đã tốt hơn nhiều rồi, gần đây cũng ăn được thêm cơm. Thương Mai kéo tay của hắn đến eo mình ấn một cái, chàng xem, nhiều thịt hơn mà. Chỗ nào có thịt, Mộ Dung Khanh giở trò không đứng đắn, cuối cùng đặt tay lên bụng nhỏ, không hài lòng nói, không được, phải ăn nhiều chút. Thương Mai mỉm cười đánh tay của hắn, cút, không biết xấu hổ. Mộ Dung Khanh ôm cô lên, lưu manh nói, bổn vương không biết xấu hổ cho nàng xem. Thương Mai cười khanh khách, chàng dù sao cũng là nhiếp chính vương, không sợ có người cười chàng sao. Ai cười, Mộ Dung Khanh hôn môi cô. Được rồi, cô không dễ dàng đẩy được hắn ra, giơ tay đầu hàng. Vẫn chưa được, hôm nay đến phủ của Tam Ca, bị Tam Ca lôi kéo lại muốn đi cũng không được. Nhưng trong lòng chỉ luôn nhớ đến cô, suy nghĩ đến cô cả ngày trời, bây giờ đã quay về, có lý nào lại để cho cô trốn. Tiểu Khuyên cầm đồ đang muốn mang vào, bất chợt nghe được những thanh âm kỳ lạ phát ra từ trong phòng, nàng ta cẩn thận nghe ngóng một chút, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng tận mang tai, vội vàng chạy ra ngoài. Làm sao vậy? Du Ma Ma từ trong sân đi vào trông thấy Tiểu Khuyên đang trốn như trốn quỷ, lập tức hỏi. Mặt Tiểu Khuyên đỏ ửng lên, một tay ôm lấy đồ vật. Một tay kéo Du Ma Ma, mau đi. Du Ma Ma hất tay cô ra, ta tìm Vương Phi có chuyện. Vương gia đang ở trong đó. Tiểu Khuyên nói cực nhỏ, gương mặt đỏ lử giống như tôm luộc. Du Ma Ma ngây người, Vương gia ở bên trong thì làm sao? Bà ta nhìn gương mặt của Tiểu Khuyên, ngay lập tức đã hiểu là có chuyện gì, cười cười nói, nhà đầu nhà ngươi. Dám nghe lén sao, quay về lột da ngươi. Khuôn mặt Tiểu Khuyên càng lúc càng đỏ. Dậm chân nói, ta đâu có nghe lén cơ chứ. Ta chỉ muốn mang thứ này vào trong thôi, đâu có biết, trời còn chưa tối mà. Du Ma Ma nén cười kéo tay nàng ta đi ra ngoài, người đi chuẩn bị nước nóng trước đi, chủ tử của ngươi cần tắm rửa, trời tối hay không tối thì có gì quan trọng. Quan trọng là hiện giờ vương gia càng ngày càng đối tốt với vương phi hơn.
Cũng phải, Tiểu Khuyên nghĩ ngợi, đột nhiên hơi buồn bã nói, nhưng ta luôn cảm thấy vương gia đang ức hiếp vương phi. Du ma ma cười ngã ngửa, nhà đầu nhà ngươi, việc này làm sao có thể nói là ai ức hiếp ai. Hai bên đều cam lòng tình nguyện, hơn nữa nếu không như vậy thì làm sao vương phi hoài thai được. Ngươi không mong chờ có chuyện tốt hay sao? Đương nhiên mong chờ, ta có nằm mơ cũng mong chờ. Tiểu Khuyên vội vàng nói rõ cõi lòng mình. Du ma ma trông thấy khuôn mặt gấp gáp của Tiểu Khuyên không khỏi bật cười, giống như nàng ta mới là người nóng lòng mang hoài thai vậy. Sau khi cuộc bận rộn trên giường dừng lại, Thương Mai choàng y phục đứng dậy, trông thấy sắc trời đang dần tối nhưng vẫn chưa có người đi vào, ngay lập tức cô biết chắc chắn vừa rồi đã bị Tiểu Khuyên và Du ma ma nghe được, không nhịn được xông tới hét vào người đang uể oải nằm trên giường kia, giận dữ nói, thanh danh của ta đều bị chàng hủy hoại rồi. Mộ Dung Khanh vươn tay, màu mắt đen như mực, khóe miệng lười biếng câu lên một nụ cười, giống như một con mèo nhỏ được cho ăn no, sau ta sẽ giải thích cho bọn họ một chút, nói với bọn họ vừa rồi chúng ta chỉ đang luyện công thôi. Thương Mai rút ra gối đầu ở sau lưng hắn lập tức chụp lên đầu hắn, luyện công cái gì? Chàng xem bọn họ là đồ ngốc sao? Mộ Dung Khanh một tay giữ lấy cổ tay cô, kéo cô lên giường, nàng đúng là tiểu lưu manh, vừa rồi thả nàng đi nàng không tình nguyện. Nàng còn dám đưa mình đến cửa. Thương Mai hét chói tai, đánh lên bờ vai của hắn, không cho phép làm loạn, mau dùng bữa tối đi. Ta còn chưa ăn đủ đâu, ăn tối gì cơ chứ? Hắn dễ dàng không, từ khi xuất chinh đi Bắc Mạc, đến khi trở về còn chưa được ăn mà phải nhịn bởi vì do nàng bị bệnh, hắn chịu đói bao lâu rồi có biết không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 49.